Giờ thế cả mình ra thì sự bố nhà nó chứ. Này, chị chửi ai đấy, đứng ra giữa đường để cản trở giao thông. Chửi cái gì đấy ạ? Con chào ông, nhưng mà điên không thể chịu được ông ạ. Cha con đẻ mẹ cái con ăn cắp vặt chứ. Hả? Chị bảo ai ăn cắp vặt? Con chửi cái đứa mà nó ăn trộm đồ của nhà con. Nói vừa thôi, chị không biết là làng mình vừa đón nhận cái bằng văn hóa. Văn hóa cái gì? Văn hóa cái gì mà thanh niên nghiện lòi tí ra hả? Có con chó con mèo nhà người ta xích rồi mà cũng bảo nhau câu trộm chó trộm mèo nhá, rồi còn vắt cả gương xe kia kìa nhá. Cái gì hở ra nó lấy? Văn hóa cái gì mà văn hóa hả? Thôi nói vừa thôi, cùng là trong làng ngoài xã mà. Tôi nói với chị thế này này, các cụ nói rồi, bần cùng thì sinh ra đạo tặc. Có cái việc gì thì đóng cửa bảo nhau cứ ầm ầm ra đấy. Bần cùng thế, khó rách thế, thế mà còn bàn nhau mua cái bằng văn hóa về để mà làm cái gì hả? Văn hóa cái gì? Nói vừa thôi được không? Ầm ầm ngang ngang ra đấy. Con nói cho ông biết nhá, cái hoàn cảnh nhà con ý, mà con như này này, như thế nào thì chỉ có mình ông biết, mình ông hiểu. Ông thấy xem, con ý là dân cụ ngu. Ngự cư. Dạ vâng ạ. Ngụ cư. Dạ vâng đấy, đúng như ông thấy là con là dân ngụ cư. Ở cái làng này hàng nghìn hàng tỷ năm nay rồi nhá, sống ở đây bao nhiêu đời rồi, có bao giờ mất cái gì đâu. Thế mà bây giờ cái nồi cơm điện của nhà con mua hàng gần một tấn thóc như thế, con vừa mới để ở ngoài sân, con bước ra ngoài vài bước quay lại thì đã mất cái nồi cơm điện rồi. Ông hỏi con là của đâu con xót, con hỏi ông như thế con có chịu được không? Tôi nghĩ không bao giờ có chuyện đấy cả. Làng mình dù sao cũng là làng văn hóa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, chị xem dẫn chứng nhà tôi đây này. Đống rơm với bể nước tôi để ngoài cổng, bao nhiêu năm nay có đứa nào dám bê trộm nhà tôi đâu hả? Có đứa nào dám đâu mà không? Cái đống rơm cái bể nước đâu có cái giá trị quái gì mà bê trộm. Có khi là cái nồi cơm điện chị này ngâm ở ngoài cầu ao rồi lại quên rồi lại cuống nên lại chửi ba lăng nhăng. Cái gì mà nồi cơm điện? Ông cứ làm như là con già, con còn trẻ còn khỏe còn minh mẫn chán nhá, chứ con chưa già chưa lú lẫn như tuổi các ông đâu mà mang nồi cơm điện ra ngoài ao ngâm nhá. Ông cứ làm như cái nồi cơm điện nhà người ta ấy, nó như là cái nồi gang nồi nhôm của nhà các ông không bằng mà mang ra ao ngâm hả? À, mà ông nói đúng đấy nhá. Mà cái con ăn cắp vặt này không phải là ai xa lạ mà nhảy vào đây mà thoáng đâu nhá, mà nó là người làng người nước, là chỗ thân quen nhá. Cha con đẻ mẹ cái con ăn cắp vặt kia. Nhà mau chị chỉ vào mặt tôi là chị bảo tôi ăn cắp đấy à? Dạ con xin lỗi ông, nhưng mà con điên quá, con bức xúc quá, bây giờ của đâu con xót, bây giờ con chửi là chửi cái con ăn cắp vặt ấy, cái loại chửi loại ra cái hướng kia kìa. Đừng chỉ vào mặt tôi. Chứ con không chửi ông nhá, con chả liên quan gì đâu mà con chửi nhá. Cha con đẻ mẹ nhà mày nhá, cha cứ chửi bố tứ này đồng đường nhà con ăn cắp vặt kia. Cha con đẻ mẹ nhà nó chứ đi, bà mà bắt được mà tao bắt chúng mày ra chứ mày, bà để yên với nhà chúng mày à hả? Cha con đẻ mẹ nào đâu 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 rồi đứa nào bắt tâm mình, đứa nào bắt tâm mình. Đây còn có chó ông cẩn, ông cẩn đây. Vâng, có chó ông. Có chuyện gì đấy không? Mình chuyện... về rồi đấy à, mình bắt được nó rồi à? Này thôi, bắt đi. Thế nó là đàn ông hay đàn bà, làng trên hay xóm dưới mà nó dám ăn cắp nồi cơm điện nhà mình à mình? Ăn cắp nồi cơm điện nào ông? Tức là chị Mão, chị nghi ngờ là có kẻ ăn cắp cái nồi cơm điện. Ui giời ơi, cái con lợn này. Mày lúc nào mà cứ nghĩ ai cũng xấu cái bụng như mày ấy. Cái nồi của mày đáng ra 20-30 nghìn không? Nó hỏng thì ông mang đi sửa. Mày làm gì mà mày chui chéo ầm ĩ cả xóm làng lên đấy hả? Thế mà chửi ầm ĩ hết cả đấy, khu vực này đấy. Mà trong làng phi nội tất loại mày chửi như thế, chửi cả tông môn nhà mình lên đấy à? Đi sửa thì phải nở mồm nhưng mà nói một câu chứ, bây giờ không thấy nồi cơm điện, tôi tưởng là kẻ gian vào đấy thì tôi phải có quyền chửi chứ. Đúng rồi. À, mày chửi nữa đi, chửi đi. Mà đúng rồi, thằng lùn kia. Cái gì? Ông thấy con nói có sai không? Không sai. Kẻ gian ở đây không ai xa lạ. Ok. Mà chỉ có là người nhà nhá. Chính mày. Mày mang đấy, nồi cơm điện của tao. Chị bảo anh là ăn cắp đấy. Hả? Mày mang nồi cơm điện mày đi, mày cắm cốt mày nôi này cờ bạc đúng không? Hả thằng lùn mày kia? Mày bỏ cái tay xuống. Bỏ tay xuống. Nó bỏ tay xuống. Nhưng nói là không được chỉ trỏ vào mặt người ta. Thế là hôm nay ông không nhịn mày nữa rồi. Còn nói cho ông nghe. Cái con này ấy, ngày xưa nhá, chẳng qua bố mẹ con bắt con tảo hôn mới lấy phải nó như thế này. Chứ nếu không á, mày nhìn lại người mày xem, giời ơi là giời. Mày nhìn người mẹ. Cô nhìn lại người cô xem. Đúng rồi. Ba con gấu, bảy con hổ vô vào người mày có ăn hết thịt được một bữa không hả? Chưa kể là hàng đêm nào tao cũng đạt một nỗi chịu đựng của tao. Đêm nào tao phải lựa hơi thở tiếng ngáy của mày để tao né đòn. Nó đang xỉ nhục cô đấy. Đúng rồi, xỉ nhục chứ còn gì. Từ, tao nói luôn. Mày nói đi. Mày ngủ mê thôi mà mày cũng chu chéo méo giật cho cả làng biết. Tay này của mày ngủ mê mà mày gác lên cổ tao là tao cũng ngạt thở. Chân này của mày mà gác lên người tao thì tao bán thân mất toại. Mày nói
y như rạng sáng hôm sau là tao không thể là... Nói xong chưa? Để chưa, chưa, chưa. Để con nói nữa. Tao cũng phải lựa vào cái mặt mày để xem mày vui hay buồn. Tao mới dám góp ý với mày. Nhá. Mày bêu sống tao xong chưa? Tao tao có gì biết xấu không? Ôi ông ơi, ông ơi, ông ơi. Con đã sống thế ạ. Ông không phải làm chủ cho con. Ông phải làm chủ cho con. Ai ơi, mày đánh nhá. Mày thích đánh nhau đi. Mày thích đánh nhau. Không nghe tôi không? Có nghe. Vừa là trong họ, vừa là người cao tuổi, có nghe tôi không? Có. Ông nghe ông thì nghe ai? Đúng, con nghe ông. Thế bây giờ thế này nhá. Tao thấy nhà Mão là nói cũng nhiều cái đúng. Đúng. Vâng. Còn thằng đúng. Chồng con Mão nói cũng nhiều cái hay. Hay quá. Tao muốn giải quyết cho nó rõ nét việc này. Đúng rồi. Thế hai đứa chúng mày nó phải lao vào tẩn nhau. Tẩn luôn. Tẩn luôn. Nhau là phải có trọng tài. Đúng rồi, ông bên trọng tài luôn. Tao ra tao bấm cái chuông kia reng một phát là chúng mày là oánh nhau nhá. Nhớ chưa? Đúng rồi. Thế hôm nay có trọng tài nhá, không ông lại mang tiếng đánh vợ. Tao cũng lại xin luôn, bởi vì chúng mày đã không thích làng mình là làng văn hóa thì tao bêu dếu luôn chúng mày lên rồi. Trên pha Tây Bắc. Mày thích cái cảnh. Ông muốn bêu kiểu gì thì bêu. Từ từ từ, để tao bấm chuông phát là quánh. Mày thích cảnh xấu làng của ai chứ? Mày đánh nhau thôi. Rồi, từ từ, từ. Quánh ai rồi? Mày đánh đi, mày đánh đi, mày đánh đi. Mày nhiều sáng rồi. Mày về nhà xem được không? Vợ chồng mày ra chỗ này nhiều sáng rồi. Quánh ơi. Sáng xá để mày bắn nốt, cắn nốt. Ngao à, ngao à. Mày là sạch mà. Thôi, hết hiệp một. Được 3 bạn 9.000 like rồi, ok. Đấy, tự nhiên ông đầy người kết bạn. Thôi, hai chúng mày tự giải quyết nha, tao về đây. Có gì thì là đánh nhau tiếp thì bảo tao live stream nha. Mày dám không, mày đứng lên. Ông ơi. Mày không có vẻ là mấy trọng tài nhớ, mày không cần nhớ ai, đừng quá tài nữa. Mày tay nó lấy mày tam rồi, hiểu không? Bốt, mày đi chào đi đâu? Đừng lại. Đề nghị ông có kiểm tra giấy tờ. Nghe thằng Loa, mấy thằng chúng mày làm cái trò gì ở đây đấy ạ? Dẹp ra để cho tao đi. Đề nghị công dân Lẩm Văn Cẩm cho nhà chức trách kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ gì? Giấy tờ sổ đỏ nhà đất chứ giấy tờ gì? Phù lại cướp nhảy. Giấy tờ là giấy phép lái xe 4 bánh. Hoặc là xe kéo... Rơ móc máy kéo. Rơ móc máy kéo. Xe này mà là xe 4 bánh. Xe này mà là xe rơ móc máy kéo à? Đại ca ơi, hai bánh. Ai cho phép chúng mày đứng ra đây để thu lệ phí thế à? Không ai cho phép cả. Nhưng mà cháu nói cho ông biết nhá. Chú ruột cháu đây này, làm trưởng thôn vừa nhậm chức tối qua xong. Thế hôm nay là chúng cháu phải đứng đây để thu tiền phí. Đúng. Bây giờ mà không thu tiền phí ấy, thì lấy đâu ra kinh phí để duy tu bảo trì đường thôn ngõ xóm? Đấy rồi, ông nhìn xem. Đấy, ông nhìn. Dạ, thu giá BOT. Vâng, đúng rồi. Tao nói cho ba cái thằng Tam Mao biết nhá. Cái đường này là đường đất nhá. Đường này thì có phải là đường bê tông hay là đường asphalt đâu mà chúng mày đòi thu tao à? Nhưng mà đi bộ kìa, đi xe đạp kìa, chúng cháu có thu tiền đâu. Xe của ông là xe gắn máy này, có động cơ này. Đấy, làm hao mòn đường xá cho chúng ta phải thu tiền nhá. Ông phải bỏ tiền ra. Đi bộ với lại đi xe đạp không mất phí đúng không? Đúng rồi. Được. Tới đúng cái đoạn này tao tắt máy và tao dắt bộ. Đấy, không. Ê, ông khôn thế. Chúng cháu thầu con đường này 5 năm mà ai cũng như ông thì chúng cháu có mà móm à? Tao nói cho cái thằng Loa và hai cái thằng Tam Mao nhá. Chúng mày mà lén phén tao lên xa tao báo cáo, gô cổ cả ba thằng lại đấy. Ôi thôi. Vơ va. Vâng. Ông. Này ông ơi. Ông đi đâu ấy? Thì tao đi có việc, muộn rồi dẹp ra để cho ông đi. Ui ôi, ông ơi, con xe này của ông đẹp thế nhỉ? Chất. Ui ôi, có cả đèn nhá. Này, úi giời ơi. Còi. Còi hơi to đấy. Riêng con xe này của ông nhé, cả cái làng cả ai có. Chất đấy. Đẹp thật. Hãng gì đấy? Hoa ra là hãng của Mỹ này, nổi tiếng thế này. Chả biết cái gì. Ông ơi, lúc nào mà ông chết ấy, ông tặng con nhá. Tao vả vào cái mồm mày bây giờ. Mày không có cái câu nói nào nó hay hơn à? Thì con nói thật mà. Vô duyên. Con xe của ông là nó nửa nạc nửa mỡ, mà nhìn nó giống như kiểu cái con cá ngựa ông ạ. Bong bóng giống ông. Mày ăn phải cái gì mà mày cứ luyên thuyên thế à? Thì con nói thật mà, con nói
đấy đúng bong bóng giống ông đây còn gì nữa. Vơ va vơ vẩn. Ơ này, ông định đi đâu? Này, không được không được. Bây giờ này, mày ghi cho ông một cái lỗi nhẹ nhất cho tao nhá. Là ông đi xe đạp mà ông đội mũ bảo hiểm, ghi cái lỗi nhẹ nhất cho tao. Đi đã, đi xong phạt xong đi. Cái thằng này mày bị hâm à? Người ta không đội mũ bảo hiểm mới bị phạt. Bây giờ tao đi tao đội mũ bảo hiểm cũng bị phạt là thế nào? Tao nói cho ông biết nhá. Ông đi xe đạp mà lại cõng cái xe máy, ông đội cái mũ bảo hiểm này ấy, nhớ mà cái này nó, ông mà ngã nhá, cái này nó vỡ cắm vào mặt, có phải ông ngã ông chết cả lò nhà ông không nào? Mày nói với thao liên thiên, tao nói cho mặt mày biết nhá, đấy là mày nói với ông là trong họ nhá. Mày mà thử ra ngoài đường mày mở mồm ra mày nói như thế thế nào, người ta chả cho mày rời hết cả ngô ra ngoài chứ. Ông ơi, con là con nói thật đấy, đây là con lo cho ông. Ông là người nhà trong họ thì con mới lo cho ông thế. Tao không cần mày lo. À ông, con hỏi này, nhà mình sắp xây miếu nhỉ? Xây miếu làm gì? Thì thờ hai bà cô tổ nhà ông, không đi lấy chồng còn gì. Mày lại sỏ xiên sỏ cho nhá. Mày là con cháu trong họ nhá. Vâng. Mà mồm mày lúc nào cũng sỏ xiên nhá. Đâu, con nói thật. Mày bảo xây miếu thờ cô tổ là xây miếu ai? Thì hai bà cô nhà mình không chịu đi lấy chồng còn gì. Bơ va vơ vẩn. Ông đi đâu? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá, từ giờ nhà tao có cái việc gì thì cấm mày vác mặt sang, nghe chưa? Này, con cũng nói cho ông Cẩm biết nhá, từ giờ trở đi ông có khiêng kiệu mời con sang nhà ông nhá, còn lâu con mới sang. Ôi trời ơi, mày mà không sang thì phúc tổ cho cái họ Nguyễn nhà này. Đúng là cái thằng vô duyên. Dẹp ra cho tao đi. Này, dẹp đi. Cho ông đi, cho ông ấy đi. Vơ va vơ vẩn, thu phí này. Tưng bừng. Một đêm duy nhất sau 7 đêm biểu diễn, tối nay tại sân vận động vườn táo nhà ông Cẩm Bà Lầm với một chương trình giao hợp hưởng sướng. Giao hưởng hợp sướng. Với những tình khúc bò reo rào, tiếng Tây là Bolero, với sự có mặt của hai ngôi sao ca nhạc rực sáng nhất hiện nay, đó là bố mẹ tôi và lần đầu tiên xuất hiện trong làng, lần đầu tiên xuất hiện trong đời, đó là MC Văn Sò tôi với những tình khúc bolero bắt đầu. Sau đây, để cho không khí tưng bừng, xin gửi tới quý vị một bài hát thuần thuần cho nó vui. Bài hát được mang tên Khi Không. Bà con đẹp ra để cho thuê đoàn nghệ thuật đi, bà con đẹp ra. Cái bà bạn đọc kìa, cảnh ra cho đoàn nghệ thuật đi chứ. Là cảnh gì ra. Có ai mà dẹp làm màu chứ, làm màu cho thằng trọng tí chứ. Tưng bừng. Và sau đây ca khúc Khi Không bắt đầu. Không em lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là em quen người khác sang giàu. Nghe lời anh mới đem trao, kỷ niệm khó quên đêm nào. Thương nhau rồi em đành phù sa. Trời ơi, thôi rồi một đóa trà mi, con ông đã rõ đường đi, con ông đã rõ lối về. Trời ơi, yêu người người nở đôi tay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nỗi như vậy. Không em lại dối lừa được sao, tin lầm em qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần sau. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, thôi xin thề không còn lần nào.
tưng bừng, một năm duy nhất tưng bừng, tưng bừng. Tại vườn táo, nhà ông Cẩm Bà Lầm với một chương trình ca nhạc đặc biệt. Dẹp, dẹp bà con, dẹp. Dẹp ra để cho gì? Dẹp ra đi. Một tết duy nhất. Ông anh hôm qua đánh con bao nhiêu nhỉ? Ôi trời, hôm qua nhận được tờ 2.000, đùi 99, tuấn đệ một phát. Thế mà nó lại về 34, thế mới nhọ. Chà bù cho em hôm qua em đánh 43, em quên mất em không nộn đây này. Ôi giời ơi, thế thì không nộn thì làm sao nhỉ? Không nổi thì ăn đổ ra, còn thì con như sao nữa. Chốt lắm. Trời ơi, thằng này chán nhỉ. Trời ơi. Này, tôi nói các cậu nghe nhá. Tôi ấy này, vàng vung đầy này, nhìn thấy chưa? Kỉnh quá nhỉ. Này, bán tí hàng nước làm gì được tiền. Đà đấy. Nhưng mà các cậu chán lắm ra đây thì phải cúng đi. Thần cây đa đây này, linh lắm. Hôm qua con già này là mơ phát hoàng hậu 34, đập phát ăn liền, 34 ăn ngày. Ôi trời ơi. 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 Không, 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 em ơi. Cho mình xin nhá. Tiền bạc thì hàng ta, còn thằng này hôm qua uống nước chưa trả tiền. Còn hôm qua em mới đưa cho 4 sợi. Em đánh con xiên 4. Có được không? Có được không? Có được không? Ăn ngay. Thôi thôi, khao đi, khao đi, khao đi. Khao đi. Khao ngay, khao ngay vào luôn. Ông anh ơi, con kia là con là hay con lượt đấy nhỉ? Đâu, đâu, đâu. Cái kia nó là con nào ấy nhỉ? Em không biết được. Ơ, thế các cậu không biết nó là con nhà ai à? Không. Con này là con là, con nhà ông bà Lẩm Cẩm ở trong làng đấy. Đầu lòng hai á tố nga, con là chị lượt là con nè. Con nè. Số đất cả ruột. Này còn mày đặt lẩy kiêu nữa. Lượt mới chả là ở nhà quê lấy đâu ra quần áo xịn mà bàn mới chả là. Đúng rồi. Ngày xưa thì nó là con là, bây giờ thì nó là máy khâu con bướm. Bố Cẩm ý mà nghe thấy thì chết. Ui dồi ơi, ông ấy điếc nói ra có nghe thấy gì đâu. Trời ơi, ông cụ lấy à, điếc lòi điếc lổ ra. Cụ chả nghe chúng cháu nói cái gì đâu nhỉ? À, đúng rồi, đúng rồi. À, tôi là tôi điếc đặc. Các anh các chị cứ tự nhiên. Con tưởng cụ vẫn điếc cơ mà. Tôi thì tôi điếc có giờ. Khi nào mà mặt trời lên thì tai tôi tỏ. Còn khi nào mặt trăng lên, tai tôi điếc đặc. Từ nãy đến giờ là bọn cháu nói gì là cụ nghe thấy hết à? Không, cũng nghe thấy gì đâu. Chỉ có mỗi bà này này, nghe bà này nói này. Cái cháu là nhà tôi á, nó bây giờ là máy khâu bướm bướm. Ồ, thế là cụ biết có chọn lọc à? Úi trời ơi, ba cái con quạ mổ này. Chúng mày đứa nào bê cái hộp của tao ra đây? Hả? Tao không biết. Mày cái gì cũng không biết nhá. Hả? Mày có biết đây là cái gì không? Hả? Không ạ. Đây này, cốm vi sinh Nuchi Babi, hiểu chưa? Mày là to như con tịnh rồi, tao cũng cho mày ăn, tao mua là mua cho hai cái con tất này. Thế mà mày dám bê ra đây chơi, chịu cũng mày nhá. Hả? Mày có biết cái nồi cơm điện của mẹ ở đâu không? Tao không biết. Hỏi cái gì mày cũng không biết, mày là cái con chuyên đầu têu nhá. Thôi chết rồi, nó chơi cái gì chứ làm sao mà nó chơi nồi cơm điện nhỉ? Vừa mới để đây mà mất. Thôi chết rồi, đúng là mất thật rồi. Úi dồi, cái nồi cơm điện của tôi, úi trời ơi, ăn nước rồi, mất nồi cơm điện rồi. Chị, mày lại đi chửi nhau rồi. Ngày nào mày trả tiền chị em mình. Cha con đẻ mẹ, cái quân ăn cắp vặt nha. Bà chửi cho cả làng trên xóm dưới nghe, cái quân ăn cắp vặt nha. Cha con đẻ mẹ nhà chúng mày. Bà mà bắt được mày á, bà cho con cho cháu nhà bà băm bằm bổ xả đào mồ cuốc mà băm cho băm cốt nhà chúng mày lên. Cha con đẻ mẹ mày. Cái nồi cơm điện nó ở nhà bà thì nó là cái nồi cơm điện nhá. Nó về nhà chúng mày nó biến thành cây bơ. Để cho trẻ con, cho cháu nhà mày đi vào. Cái nồi cơm điện của nhà bà đã để tử tế ngay ngắn ngăn nắp cẩn thận ở sân như thế. Thế mà mày dính mò lo lòm. Mày dính ngay dính đêm. Mày thấy bà sơ hở ra cái là mày vào mày chóm mày chìa. Mày thò tay mày lấy cái nồi cơm điện của nhà bà. Tay mày lên đinh, lên cái, lên tài lại, bắt cuối lên cổ đỉa ba ba. Cổ đỉa ba ba. Chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo vàng như lúa. Ôi trời ơi là trời ơi. Cha con đẻ mẹ cho chúng mày. Con ăn cắp vặt kia. Con khốn nạn. Con mất rồi. Giật hết cả mình, cha thì xứ bố nhà nó chứ. Này chị
chị chửi ai đấy, đứng ra giữa đường để cản trở giao thông, chửi cái gì đấy ạ? Con chào ông, nhưng mà điên không thể chịu được ông ạ. Cha con đẻ mẹ cái con ăn cắp vặt chứ. Hả? Chị bảo ai ăn cắp vặt? Con chửi cái đứa mà đó ăn trộm đồ của nhà con. Nói vừa thôi, chị không biết là làng mình vừa đón nhận cái bằng văn hóa. Văn hóa cái gì? Văn hóa cái gì mà thanh niên nghiện lòi tí ra hả? Có con chó con mèo nhà người ta xích rồi mà cũng bảo nhau câu trộm chó trộm mèo nhá, rồi còn vắt cả gương xe kia kìa nhá, cái gì hở ra đâu nó lấy. Văn hóa cái gì mà văn hóa hả? Thôi nói vừa thôi, cùng là trong làng ngoài xã mà tôi nói với chị thế này này, các cụ nói rồi, bần cùng thì sinh ra đạo tặc. Có cái việc gì thì đóng cửa bảo nhau cứ mầm ra đấy. Bần cùng thế, khó rách thế, thế mà còn bàn nhau mua cái bằng văn hóa về để mà làm cái hả? Văn hóa cái gì? Nói vừa thôi được không? Mầm ngang ra đấy. Con nói cho ông biết nhá, cái hoàn cảnh nhà con ý, mà con như này này, như thế nào thì chỉ có mình ông biết, mình ông hiểu. Ông thấy xem, con ý là dân cụ ngu. Ngự cư. Dạ vâng ạ. Ngụ cư. Dạ vâng đấy, đúng như ông thấy là con là dân ngụ cư. Ở cái làng này hàng nghìn hàng tỷ năm nay rồi nhá, sống ở đây bao nhiêu đời rồi, có bao giờ mất cái gì đâu. Thế mà bây giờ cái nồi cơm điện của nhà con mua hàng gần một tấn thóc như thế, con vừa mới để ở ngoài sân, con bước ra ngoài vài bước quay lại thì đã mất cái nồi cơm điện rồi. Ông hỏi con là của đâu con xót, con hỏi ông như thế con có chịu được không? Tôi nghĩ không bao giờ có chuyện đấy cả. Làng mình dù sao cũng là làng văn hóa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, chị xem dẫn chứng nhà tôi đây này, đống rơm với bể nước tôi để ngoài cổng, bao nhiêu năm nay có đứa nào dám bê trộm nhà tôi đâu à? Có đứa nào dám trộm vào không? Cái đống rơm cái bể nước đâu có cái giá trị quái gì mà bê trộm. Có khi là cái nồi cơm điện chị này ngâm ở ngoài cầu ao rồi này, quên rồi này, cuốn lên này chửi ba lăng nhăng. Cái gì mà nồi cơm điện, ông cứ làm như là con già, con còn trẻ còn khỏe còn minh mẫn chán nhá, chứ con chưa già chưa lú lẫn như tuổi các ông đâu mà mang nồi cơm điện ra ngoài ao ngâm nhá. Ông cứ làm những cái nồi cơm điện nhà người ta ấy, nó như là cái nồi gang nồi nhôm của nhà các ông không bằng mà mang ra ao ngâm hả? À, mà ông nói đúng đấy nhá, mà cái con ăn cắp vặt này không phải là ai xa lạ mà nhảy vào đây mà thoáng đâu nhá, mà nó là người làng người nước, là chỗ thân quen nhá. Cha con đẻ mẹ cái con ăn cắp vặt kia. Nhà mau chị chỉ vào mặt tôi là chị bảo tôi ăn cắp nhá. Dạ con xin lỗi ông, nhưng mà con điên quá, con bức xúc quá, bây giờ của đâu con xót, bây giờ con chửi là chửi cái con ăn cắp vặt ấy, cái loại ra cái hướng kia kìa, đừng chỉ vào mặt tôi. Chứ con không chửi ông nhá, con chả liên quan gì ông mà con chửi nhá. Cha con đẻ mẹ nhà mày nhá, cha cứ chửi bố tứ này đồng đường nhà con ăn cắp vặt kia, cha con đẻ mẹ nhà nó chứ. Bà mà bắt được mà tao bắt chúng mày ra chứ, mà bà để yên với nhà chúng mày à hả? Cha con đẻ mẹ nào đâu 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 thôi, đứa nào bắt tao mình. Cẩn đây. Có cháu không? Có chuyện gì đấy không? Mình về rồi đấy à? Mình bắt được nó rồi à? Đây thôi, bắt đi. Thế nó là đàn ông hay đàn bà? Làng trên hay xóm dưới mà nó dám ăn cắp nồi cơm điện nhà mình à mình? Ăn cắp nồi cơm điện nào ông? Tức là chị Mão, chị nghi ngờ là có kẻ ăn cắp cái nồi cơm điện. Ui giời ơi, cái con lợn này. Mày lúc nào mà cứ nghĩ ai cũng xấu cái bụng như mày ấy. Cái nồi của mày đáng ra 20-30 nghìn không, nó hỏng thì ông ăn đi sửa. Mày làm gì mà mày chui chéo ầm ĩ cả xóm làng lên đấy hả? Thế mà chửi ầm ĩ hết cả đấy, khu vực này đấy. Mà trong làng phi nội tất loại mày chửi như thế, chửi cả tông môn nhà mình lên đấy. Đi sửa thì phải mở mồm nhưng mà nói một câu chứ, bây giờ không thấy nồi cơm điện, tôi tưởng là kẻ gian vào lấy thì tôi phải có quyền chửi chứ. Đúng rồi. Mày chửi nữa đi, chửi đi. Mà đúng rồi, thằng lùn kia. Cái gì? Ông thấy con nói có sai không? Không sai. Kẻ gian ở đây không ai xa lạ. Ok. Mà chỉ có là người nhà nhá. Chính mày, mày mang nồi cơm điện của tao. Chị bảo anh là ăn cắp đấy. Mày mang nồi cơm điện mới đi, mày cắm cốc mày nô đè cờ bạc đúng không? Hả thằng lùn mày kia? Mày bỏ cái tay xuống. Bỏ tay xuống, nó bảo tay xuống. Nhưng nói là không được chỉ trỏ vào mặt người ta. Thế hôm nay ông không nhịn mày nữa rồi. Còn nói cho ông nghe, cái con này ấy, ngày xưa nhá, chẳng qua bố mẹ con bắt con tảo hôn mới lấy phải nó như thế này. Chứ nếu không á, mày nhìn lại người mày xem, giời ơi là giời. Mày nhìn người mẹ. Cô nhìn lại người cô xem. Đúng rồi. Ba con gấu bảy con hổ vô vào người mày có ăn hết thịt được một bữa không hả? Chưa kể là hàng đêm nào tao cũng là một nỗi chịu đựng của tao. Đêm nào tao có thể lựa hơi thở tiếng ngáy của mày để tao né đòn. Nó đang xỉ nhục cô đấy. Đúng rồi, xỉ nhục chứ còn gì. Từ từ, tao nói luôn. Mày nói đi. Mày ngủ mê thôi mà mày cũng chu chéo méo giật cho cả làng biết. Tay này của mày ngủ mê mà mày gác lên cổ tao là tao cũng ngạt thở.
chân này của mày mà gác lên người tao thì tao bán thân mất toại. Y như rằng sáng hôm sau là tao không thể nào. Nói xong chưa? Để chờ chờ chờ. Để còn nói nữa. Tao cũng phải lựa vào cái mặt mày để xem mày vui hay buồn. Tao mới dám góp ý với mày nhá. Mày bêu xấu tao xong chưa? Tao tao có gì bêu xấu không? Ông ơi. Con đã xấu hổ như thế à? Ông không phải làm chủ cho con. Ông phải làm chủ cho con. Ai rồi? Mày thích đánh nhau đi. Tôi thích đánh nhau. Ai không nghe tôi không? Con nghe. Vừa là trong họ, vừa là người cao tuổi, có nghe tôi không? Có. Ông nghe ông thì nghe ai? Đúng, con nghe ông. Thế bây giờ thế này nhá. Tao thấy nhà Mão là nói cũng nhiều cái đúng. Đúng. Vâng. Con thằng đúng. Chồng con Mão nói cũng nhiều cái hay. Hay quá, tao muốn giải quyết cho nó rõ nét việc này. Đúng rồi. Thế hai đứa chúng mày nó phải lao vào tận nhau. Tận luôn. Nhau là phải có trọng tài. Đúng rồi, ông phải trọng tài luôn. Tao ra tao bấm cái chuông kia reng một phát là chúng mày là hoành nhau nhá. À, nhớ chưa? Đúng rồi. Thế hôm nay có trọng tài nhá, không ông lại mang tiếng đánh vợ. Tao cũng lại xin luôn, bởi vì chúng mày đã không thích làng mình là làng văn hóa thì tao bêu dếu luôn chúng mày lên rồi. Trên pha Tây Bắc. Mày thích cái cảnh muốn bêu kiểu gì thì bêu. Từ, để tao bấm chuông phát là quậy. Mày thích cảnh xấu làng của ai thì đánh nhau đấy. Ôi, từ, quậy ai rồi? Mày đánh đi. Nhiều sao rồi? Mày về nhà xem là vợ chồng mày ra chỗ này nhiều sao rồi? Đáng giá để mày bán nốt, cắn nốt. Nào. Mày là thành mà. Thôi. Thôi, tạm ba. Hết hiệp một. Được ba bạn 9.000 like rồi. Ok. Đấy, tự nhiên ông đầy người kết bạn. Thôi hai chúng mày tự giải quyết nha, tao về đây. Có gì thì là đánh nhau tiếp thì bảo tao live stream nha. Mày dám không? Mày dám không? Mày đứng lên. Ông ơi. Mày không có mẹ làm mấy trọng tài nhá, không cần nhờ ai đâu, quá tài nên mắt mày nó phải bị tan rồi, hiểu không? Bố, mày đi đâu? Hả? Ôi giời ơi. Ôi, lắm chăm chỉ thế nhỉ. Ôi giời. Này. Làm gì đấy? Sao? Làm gì đấy? Tập. Ôi giời, có vẻ rệu rạo nhỉ. Khổ thật đi. Mà sao trai 50 tuổi đã già mà gái đây 50 tuổi vẫn ni son ni đậm đà mình ơi, mà tối qua không làm gì sao nay đã uể oải thế này đây. Mình ơi, con người ta mỗi thêm một tuổi là già đi một khắc. Dù có dẻo dai nhưng chiều tà sẽ bóng tề cũng quang tèo. Còn riêng tôi thì tèo từ trên xuống dưới cặp quần. Mình có biết không, mặc dù không làm gì mà sáng ra người vẫn đau dần như là ai vừa. Thôi, đừng than vãn nữa. Tối hôm qua không làm cái gì mà nay kêu mệt mỏi như thế. Từ trưa cho anh về hưu là anh chưa được về hưu nhá. Trai 50 tuổi chưa già, khối ông hàng xóm mà dưa cà nó vẫn xanh. Này. Bây giờ bạn lại còn quan tâm đến cả hàng xóm đấy phải không? Không, khổ quá. Đấy là em quan tâm đến mình. Em quan tâm đến chồng của em chứ. Này, mua thuốc cho đây này. Thuốc gì? Thuốc ấy. Này, có hiệu quả không? Thuốc hiệu quả chứ sao không hiệu quả? Tôi uống đi. Từ từ. Uống đi, còn tôi còn đi. Đi đâu? Hả? Anh đi đổ ở đâu? Tối mới uống. Ôi giời, sao lại uống ngay bây giờ à? Không, đi làm MC cho cái đám sang cát. Làm MC cho đám sang cát thì cái thuốc này tối mới uống được. Bây giờ có tuổi rồi, uống bây giờ tối nó mới hứng khởi. Giời ơi. Nó già rồi nó lên chậm. Này, nhưng mà thấy gì chưa? Đâu nhỉ? Cái gì? Vẫn không thấy à? Chả thấy gì. Hay làm gì nữa? Nhưng mà thôi, để tối hãy uống cho chắc chắn đi. Ôi, khổ quá đó bảo đi. Uống bây giờ nhớ đi đổ lung tung chết dở à? Đổ ở đâu? Ra cái sang cát như người ta, mày đi đổ vào chỗ nào? Đổ xuống đất à? Đi đây. Tối nó mới... nó mới lại ra vấn đề. Đó. Cái thuốc này là người ta uống với nước ý, nó chơi không nước. Thấy gì chưa? Hả? Này mình... thấy gì không?
vẫn không thấy gì à? Cái thuốc này quảng cáo tốt lắm này, em mua cho mình đấy. Sao nhỉ? Vẫn chả thấy gì à? Lạ nhỉ, cái thuốc này quảng cáo rất là tốt đấy nhỉ. Quảng cáo thế nào? Thuốc này nó quảng cáo là trôi khỏi họng, tác dụng ngay cơ mà. Thế ta sao hai viên rồi mà không thấy gì? Chắc là phải viên thứ ba đấy. Này, không được. Không được uống viên thứ ba nữa. Khổ quá, chứ chưa được này. Mà thôi. Ô kìa. Đâu? Ô hay. Kìa. Ôi dồi. Thôi chết rồi. Sang cái chỗ sang cát nó không biết ngọ nguậy thì làm nào nhỉ? Phật. Con cúi lạy gia tiên tiền tổ, bà cô ông mãi, con cúi lạy các thần linh, thần hoàng làng ta, con cúi lạy các thần cây đa, ma cây gạo, cáo cây đề. Con mong nhờ làm sao các thần hãy phù hộ độ trì cho gia đình con, cho các cháu của con ấy nó sớm được xuất chuồng. Để con đỡ phải nghe những cái lời dị nghị của bà con làng xóm lâu nay khổ tâm lắm ạ. Thế con mong là hãy phù hộ cho lời khấn của con để con sớm được đi theo các cụ của con lên thiên đình ạ. Em sinh là sinh như cây lúa tinh tinh tinh. Ôi kìa thầy, nhà mát mẻ thì lại không ngồi, ra giữa sân này này bày biện này, đồ lễ rồi là giấy tiền vàng bạc ra thế này là thế nào? Thầy lấy ai đấy hả thầy? Ngốc, ngốc lắm rồi, không chịu được nữa rồi. Bây giờ có cả thần nhục cả thầy. Cái thằng gần 60 tuổi mà, ăn nói cứ như trẻ con. Có cái việc gì thầy căng thẳng thế? Căng thẳng à? Căng thẳng đây là sắp sửa đứt mạch máu não rồi, sắp sửa căng sông đến nơi rồi. Trời, có cái gì cứ bình tĩnh, cái việc đâu còn có đó. Thầy lúc nào cũng sồn sồn như cồn nướng mực ấy. Chứ anh không biết là bao nhiêu năm nay tai tôi đã ù tất cả lên về cái lời đàm tiếu của bà con về cái gia đình ấy nhà. Nào là gia đình của anh có mấy cái máy khâu, gia đình của anh kia có cái cả cái bàn thờ cô tổ. Họ bảo nhà con là buôn đồ cổ chứ gì. Chứ còn gì nữa. Chắc là lại chuyện mấy cháu nhà con đúng không thầy? Thôi tôi không nói với anh nữa. Làm thế nào thì làm. Trong cái tháng này anh phải cho hai cháu một con là con lượt xuất chuồng. Còn nếu không ấy, anh phải gọi cái thằng đương du học ở nước ngoài về đây lấy vợ. Để cho tôi còn được kịp nhìn thấy cái nó có vợ, có gia đình trước khi tôi ra đi chứ. Thầy, cái chuyện đại sự lập gia đình của các cháu có phải là mớ rau con cá đâu mà thích làm là làm được luôn. Con nói với thầy thế này nhá, con là con lượt nhà mình cũng xinh, chứ nó không phải là cái loại đuôi quẻ mẻ sứt mà suốt ngày cứ lo xuất chuồng, việc đâu còn có đó. Nhưng mà đến bây giờ vẫn cứ ở đấy à? Các cháu nó có phải con trâu con bò đâu, suốt ngày xuất chuồng như thế này nọ kia. Thôi, tôi chả đuôi co với anh nữa. Mà anh có biết không? Bao nhiêu năm nay tôi chịu đựng cái đàm tiếu của bà con trong xã về cái gia đình anh đấy. Anh có nhớ không? Có hiểu không? Mà tại sao anh lại cho không cho con là con lượt nó đi cưới xin à? Mà anh không cho nó thì tôi từ cái mặt anh, từ mặt chúng nó, và Tết thì tôi không cho anh bén mảng đến nhà tôi, có hiểu không? Anh về đi. Hay, đây là nhà con mà thầy. Hả? Đây là nhà con về đâu? Thế thì tôi về. Mà này, quên. Ê, anh chưa chuyển khoản cái tiền ăn quà của tôi hàng tháng nay đâu. Thầy cứ về đi rồi con phải ra bưu điện con mới chuyển được khoản chứ. Thầy cứ về đi rồi có gì con chuyển. Bao giờ? Chiều nay con chuyển cho. Sớm nhá. Cái gì cũng quên mỗi cái tiền ăn quà là nhớ. À, lại gì nữa ạ?
tôi nhắc lại nhá. Vâng. Nếu không cho chúng nó cưới xin gì ấy thì tôi từ cái mặt anh đấy nhá. Vâng, con lạy cụ, con nhớ rồi. Tôi về đấy. Vâng ạ. Suốt ngày cưới phi xin, con là con lượt đâu. Cưới đi kẻo ế. Hồng hồng tuyết tuyết, mà ngày nào chưa biết cái chi chỉ con cái đắt chát chát. Ui trời ơi. Chú chờ cháu lâu chưa? Họ hàng ăn hốc gì mà chú ấy bác à, chú tôi phải bóp mồm bây giờ chứ. Tại sao giờ này mới đến hả? Là người nghệ sĩ mà, bảo sao có tuổi vẫn chưa có tên. Đấy. Ôi rồi, ăn mặc cái kiểu gì thế này? Có sao đâu ạ. Đi một vòng tôi sẽ kiểm tra thế nào. Dừng. Quay lại. Sit up. Xoay. Lại một vòng nữa. Trời. Ăn mặc cái kiểu này là không hở hang lắm. Ôi tôi chết. Tôi chết rồi. Tại sao chân của em lại tự nhiên lại dài ra như thế này? Hả? À? Ôi dài quá cơ. Bỏ quốc ta. Đây. Để anh đo xem. Xem nào. Tôi chết rồi. Tại sao nó lại dài thế nhỉ? Rõ ràng là chân có dài hơn năm ngoái nhá. Ừ. Tại sao nó lại dài? Em biết làm từ sao từ. Được. Dừng lại một chút. Lạ nhỉ? Rõ ràng sáng nay uống thuốc rồi mà giờ vẫn không thấy gì cả. Nó vẫn như lần trước thôi. Đến cái giờ quan trọng mà nó cứ hiểu xìu xìu thế này thì mất điểm lắm. Anh lẩm bẩm cái gì vậy? Ui, anh đang nhớ lại anh có hai bạn. Sở thích của anh có hai cái bài hát rất lạ. Bài đầu tiên là cái bài bài Phượng Hồng, em có biết không? Cái bài Phượng Hồng ấy nào? Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Còn bài nữa là bài Câu hát ngân lên bốc tắt nửa chừng. Bài đấy mới là bài duyên. Rất hợp tâm trạng của anh lúc này. Thế à? Ồ, em biết cả hai bài đấy đấy. Hay là anh em mình song ca đi. Cấm nhá. Cái bài này là cái bài tâm trạng của anh nhá. Bài này là cái bài tác giả viết cho anh nhá. Vì tác giả rất hiểu con người anh nhá. Chính vì thế cho nên kể cả đơn ca cũng không. Chứ không nói là song ca. Hiểu chưa? Vâng à. Còn đang giận đấy. Đang bực mình ấy. Thôi mà, tắc đường em đến muộn có một xíu thôi mà. Tắc vào mắt em ấy. Ở ngoài phố Hà Nội được bảo tắc. Quê mình làm sao mà tắc được. Đây sao? Úi giời ơi. Em ơi. Nhưng mà vẫn còn đang giận đấy nhá. Phải công nhận ra dạo này da của em nó lại mịn màng quá cơ. Úi sờ vào mát tay cứ như nhiều ai ịn ấy. Thế là gì đấy? Tôi chắc đòi. Chứng tỏ là mổ xẻ bơm bá gì rồi phải không? Anh này, em à? Có làm gì đâu. Da em đẹp tự nhiên mà. Đẹp là đẹp thế nào? Rõ ràng năm ngoái là da mặt của em rỗ như là tổ ong bầu ấy. Tại sao năm nay đây mịn màng thế này? Thôi để anh thơm cái. Không, anh vừa nói em rỗ mà. Thì chính vì thế cho nên anh thích thơm vào cái lỗ rỗ ấy. Ô kìa nào, để chờ anh tí. Mà nhá, suốt như nãy giờ anh cứ chồng chồng vợ vợ ấy nhá. Khổ quá vợ ấy cho chồng thơm cái. Không cho. Thế làm sao? Cứ chồng chồng vợ vợ suốt từ nãy giờ ấy. Còn ngăn già nhà kìa. Ủa anh đã giải quyết được đâu. Bỏ qua cái công trình vụ sắp đập rồi. Em chả tin. Ok. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi. Dỡ ra đóng lại chiếc thuyền to hơn. Đương nhiên là phải to hơn rồi. Quấy. Cao hơn nữa cơ nhá. Ừ, cao hơn thì nó phải to hơn chứ thể. Anh phải nhớ đấy nhá. Không được để em tủi thân như năm ngoái đâu.
Năm ngoái là năm ngoái, năm nay nó phải khác chứ. Năm này là năm nào? Giờ này là cái giờ nào? Ngày này là cái ngày nào? Tháng này là cái tháng nào? Nó phải khác, hiểu không? Thật đấy nhá. Em cứ yên tâm. Nhớ chưa? Riêng hôm nay tao sẽ cho hai đứa này để cho cả thế giới người
Mẹ với chú cứ đi trước đi. Alo, có tin khẩn đấy nhá, có tin khẩn nhá. Này, chính à? Hội ý đã. Riêng mẹ mắm tôm lươn xào sớt chuẩn bị chưa? Xả ớt mắm tôm em đã trộn đầy đủ đấy rồi. Tốt. Thằng này nghe mẹ nói đây, khi vào đến đấy phát hiện được mục tiêu, con phải hết sức bình tĩnh, không được manh động. Khi nào mẹ phát lệnh miết mạch mắm tôm một phát, thằng này sẽ livestream trực tiếp. Này mẹ, con thấy cái việc này nó cứ thất đức với nó dã man thế nào ấy. Thất đức cái gì? Mày không biết à? Nó cướp chồng của mẹ mày mà mày vẫn bảo nó là thất đức cả. Nhưng mà nhá, con khẳng định 100% là không có bố con ở trong đấy đâu. Mày làm sao mà khẳng định? Đừng có nói nhờ. Chị mày phải nghe. Chị cho cái tít cho nó hoành tráng. Tít mày để livestream đấy à? Đúng rồi. Bây giờ phải giật một cái tít thật là ác để nó lao vào điên đảo. Chị đọc. Mày cho ngay một cái tít cho tao là đôi gian phu dâm phụ bị miết mạch mắm tôm. Đôi gian phu điên phụ dâm phụ. À dâm phụ bị miết mạch mắm tôm. Ok. Đúng rồi. Khi ta phát lệnh một phát là mày livestream luôn. Nhớ chưa? Cứ yên tâm là hàng triệu đứa lao vào nhá. Bây giờ tất cả chuẩn bị xuất phát. Vũ khí sẵn sàng. Đi đâu thế này? Đi thuê phòng à? Ôi dồi ôi, bác làm ơn cho em hỏi. Bác có thấy có đôi giang phu dâm phụ nó vào đây không ạ? Không có đôi nào cả, không có đôi giang phu dâm phụ nào hết. Cái thằng mầm ạ, cái tóc nó như màu gà ấy. Không có nữa, nó vừa trả tiền rồi. Thuê phòng 201 nó ra rồi. Nó trả rồi. Ra rồi à? Vâng, nó trả rồi. Đấy, con bảo mẹ rồi. Làm gì có bố con ở đây, giả phòng rồi. À không có đây đâu. Ôi thế có đau không chứ? Đi về. Thế cất súng. Bảo rồi. Chuyện đã ổ lờ ổn, hỏi ổn chưa? 201 cái gì? Mẹ con đi rồi à. May có con đấy nhá. Không nó nát nhà luôn. Mà bố còn cười rồi. Bao nhiêu fan con giúp bố mà bố chả giúp con được cái gì cả.
Ê, cái chán cậu nghe. Mày đừng mà vô ơn nhá. Thế tao hỏi mày, tao nuôi mày từ bé đến gần 40 tuổi đầu rồi nhá. Thế trở cho mày trở thành một MC nổi tiếng cả một cái vùng này, tính tiền ra cả một núi tiền ấy, không giúp là không giúp thế nào. Hôm nay nhá, con muốn nói chuyện với bố thẳng thắn như hai thằng đàn ông với nhau. Tốt, nào, bố cũng đang muốn như thế. Nói đi con. Bây giờ bạn có muốn tớ lấy vợ không? Con gần 40 tuổi rồi, làm cha làm mẹ ai chẳng muốn con sớm lấy vợ. Thế thì bạn sang ngay nhà ông Cẩm, hỏi con gái ông Cẩm cho tớ lấy về làm vợ. Mày bị điên à? Nhà này cứ thành lộ tông à? Hả? Họ hàng nhà mình đấy. Hàng mình 9 đời rưỡi rồi, xa với vợ nên lo cái gì? Khổ quá, nhưng mà cái làng mình là đất lề quê thói, không làm như thế được. Không làm như thế được? Ừ. Bố sợ thế nào? Hả? À, bố là sợ nó thành lộ tông, nó mang tiếng ra, nó có họ mà đấy. Lấy kiểu ấy để người ta cười mặt cho à? Cười hả mười cái răng, đứa nào cười đều thì nó hở 15 cái liền. Bố mẹ cứ sang nhà ông Cầm, hỏi con gái ông Cầm cho con lấy làm vợ. Ô, cái thằng này mày như bị điên đấy. À, lấy thế nào? Mày cố tình để cho cái nhà này lộn tông à? Hả? À hay là như thế này nhá. À. Bố giới thiệu bạn gái của bố cho con. Thế nào? Thế con hay là một thế? Ơ, sao lại thế? Một đàn ăn ốc bây giờ bắt một đàn đổ vỏ không được lắm. Sao mà không được? Thế thì ngồi đây để bố lại nghĩ. Vụ này căng đấy. Khác hẳn bố không giống bố thế nào. Nói đùa đi. Ra rồi. Này. Được. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Con lạy cô Xanh ạ. Con lạy cô Trắng ạ. Dạ. Hai cô là cầm bản mệnh của con là con lượt nhà con. Hôm nay con làm cái đàn lễ này là con thỉnh hai cô về. Hai cô có tối tú tối linh thì giúp cho con là con lượt nhà con sớm được xuất chuồng, mà các cháu xuất trường sớm ngày nào thì con đội ơn hai cô ngày ấy. Dạ, vợ chồng chúng con thì là người trần mắt thịt cho nên không biết cái gì, chỉ mong hai cô là hai bà cô tổ giúp đỡ vợ chồng chúng con là Lê Văn Cẩm và Nguyễn Thị Lầm để cho vợ chồng chúng con được sớm thành ông thành bà. Dạ, con không biết khấn gì hơn, con chỉ xin nhờ hai cô, hai cô rủ lòng thương. Chứ bây giờ ngày nào thầy con cũng sang đây gây áp lực với con. Hoàn cảnh của con thì hai cô biết rồi đấy. Có ba cháu thì một thằng đi du học ở bên nước ngoài, còn hai cháu gái thì nó ở nhà. Nhưng mà do duyên số thì chúng nó chưa lấy được chồng, mà trên thì đè xuống, dưới thì đè lên, cho nên con không biết trông cậy ngài vào ai. Con chỉ thỉnh hai cô về để hai cô giúp đỡ vợ chồng con cho các cháu sớm được xuất chuồng. Con không biết nói gì hơn, thì có chén rượu nhạt con xin mời hai cô để hai cô giúp đỡ vợ chồng con. Vâng ạ, con mời cô. Vâng ạ, con mời cô uống ạ. Chỗ này cho con xin tin lòng. Thế cái việc con nhờ hai cô thì con cũng đã nhờ đầy đủ rồi. Bây giờ thì cũng đã khuya rồi, con mời hai cô đi về thế giới của hai cô nhá. Và nhớ giúp cho vợ chồng con đấy. Các cô mà linh thiêng thì các cô giúp con phen này, thì tuần rằm là lúc nào con cũng sẽ cố gắng, là con sẽ hương khói cho các cô đầy đủ. Con này con cứ giả vờ là không mê tín, không tín tâm, nhưng thực lòng là bụng già con thì nói thế thôi. Chứ con này lúc nào cũng chân thành,
cũng duy tâm lắm đấy hả, chứ không riêng gì vợ con đâu. Thầy cô giúp con nhé. Ôi dồi ôi, lửa bốc cháy thế này có gì là hai cô là về rồi. Ôi dồi ôi, ông làm cái gì này ạ? Ôi dồi, cái đàn lễ tôi không bỏng tay bây giờ. Đàn lễ mới lạt gì ở đây? Thì tôi phải mời hai bà cô tổ lên lập cái đàn lễ để cho con là con lượt nhà mình nó sớm được lấy chồng ấy. Ông ơi là ông sắp bản lễ như thế này nhưng thiếu ông ạ. Khổ quá. Thì không phải chuyên môn của tôi cứ làm sao. Quấn cúng bái là phải có chuyên môn, chứ không phải là thích gì mà làm, thích gì mà hóa vàng hóa việc, thích gì ưa làm nấy là được đâu. Tại vì tôi cứ hay bảo bà mê tín cho nên tôi ngại, tôi không muốn nhờ bà. Với lại thôi thì tôi không biết, thì tôi cứ làm bằng cái tấm lòng của mình có làm sao đâu. Ôi gì thì gì, hỏi tôi biết cúng biết vái, tôi sắp lễ ra vèo một cái vừa trân trọng vừa kính cẩn. Thế thì ông này chả được cái gì cả. Thì tại vì tôi sốt ruột. Thế mới hồi chiều này thầy lại sang lại giục lại ép vợ chồng mình, làm sao cho hai đứa nó xuất chuồng sớm, làm sao mà tôi không lo được cái chứ. Thì nhà mình còn đang lo sốt vó lên nữa là thầy lo là phải rồi. Ra đây ngồi xương nó xuống thế này rồi ho sủ sụ ra ấy. Bây giờ mùa này là nó lạnh lắm rồi nên nằm mãi không ngủ được, tôi mới ra làm lễ. Sao không vào trong nhà mà ngủ đi hả? Không ngủ được. Thế hôm qua tôi mua thuốc cho ông, tại sao ông không uống mà ông cứ ho sủ sụ trước mặt tôi là thế nào? Thì có để đâu tôi có biết đâu. Đây. Cái thuốc gì đây? Đây, thuốc quất gừng mật ong, viêm ngậm. Viên này là bổ phế đấy. Hỗ trợ trong trường hợp viêm họng, rát họng, khản tiếng, viêm đường hô hấp à? Đấy, tôi ngậm thử đỡ rồi đây này. À, của sáng công ty còn thực phẩm Gia Thuận. Được, cái này tự uống ngay. Cái này nhá, tôi ngậm thử rồi. Đỡ không ạ? Đi vào nhà đi ông. Đi. Ông bà Cẩm có nhà không ạ? Dạ cháu ạ, có khách quý đây ông bà ơi. Dạ Mão đây ạ. Dạ vâng cháu đây ạ. Sao mua mèo ạ? Dạ không ạ, dạ dạ ngõ. À, vào đây. Dạ vâng, cháu xin phép ông thả. Dạ vâng ạ. Dạ cháu ông ạ. Dạ thưa ông, cháu là cháu nghĩ như thế này ạ. Trăm năm thì có một tháng thì có một ngày thì có một giờ thì có một khắc, và chính là cái khắc này đây ạ. Dạ để thưa ông, hôm nay là cháu có tí lễ sáng. À quên nhầm. Dạ có tí lễ của nhà anh cu sáng, muốn sang hỏi ông bà là được làm rể nhà ông bà ạ. Trời. Nhầm thì nói lại chứ làm sao. Dạ có tí lễ nhà anh cũ sáng sang đây muốn hỏi để làm thông gia với nhà ông bà. Dạ thằng bé tên là gì ạ? Thằng Sò hả? Nhưng mà thằng Sò tên chính nó là cái gì? Nó tên là bò. Điểm Sò này còn tên là gì? Có nghĩa là tên là Sò luôn à? Chứ còn gì nữa? Tôi sợ nhanh quá, cua ốc ếch Sò huyết toàn sốt ruột. Dạ cháu thay mặt cho nhà anh cu sáng muốn sang có tí lễ gọi là được làm rể nhà ông bà ạ. Thông gia. Thông gia. Tôi đi lên nói đi, cuống quá. Nói đi. Dạ thưa ông. Ông cũng biết là cháu tên là Sáng. Mà Sáng thì là nổi tiếng ở cái làng này là MC và ca sĩ. Không phải là nổi tiếng ở cái làng này mà cháu nổi tiếng khắp cả cái xã này. Mà rộng nữa là cả cái huyện này, rộng nữa là cả cái tỉnh này, mà rộng nữa là cả đất nước này. Mà tên tuổi của cháu nó còn vượt cả ra nước ngoài. Đấy, cháu vừa đi lưu duy lân về. Ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ đứng trước ông tự nhiên mồm của cháu nó cứ lông bông mà không biết nói cái gì cả. Chỉ biết là hôm nay muốn sang thưa chuyện với ông là để cho cái thằng cu Sò nhà cháu ấy, dạ nó được lấy cái chỗ đi lại đây gọi là dặm ngõ. Ý ông thế nào? Lòng va lòng vòng, có cái gì thì đi vào chung kết đi. Dạ. Lèng thuyên. Dạ thế. Yếu thì đòi ra gió thế cái gì? Say sóng đòi ra biển, lắc bàn lắc bắt đòi làm MC xuống dưới đi. Sốt ruột. Dạ.
Thưa ông ạ, dạ trả lại thế này ạ, con thì con nghĩ thế này, cái họ vấn đề là họ Mạc ở giữa nhà ông với cả nhà anh Cu Sáng này thì con nghĩ nó xa lắm rồi, từ cái thời tiên sư cụ tổ sư cha nhà ông cơ. Bây giờ là đến cái thời này đến bây giờ các cháu nó lớn hết rồi là nó nhạt lắm rồi ạ. Thế cho nên là các cháu nó mà muốn đến với nhau ấy thì là theo con thì ông bà là cứ đồng ý đi nhá, cho các cháu nó đi lại để làm con một nhà, có phải không ạ? Đúng rồi. Lên đi, lên nói đi. Tôi đang là cành trên. Vâng. Anh Cu Sáng còn gọi tôi bằng chú. Vâng. Giờ tôi thông gia là tôi ngang bằng anh à? Dạ thì cũng như là bà mối đã nói rồi, dạ thưa ông là nói chung là họ mình họ xa thì nó cũng nhạt nhòa mờ mịt lắm rồi. Dạ, vâng, thì nó chả có vấn đề gì, thực tế là tuổi ông thì cũng ngang tuổi con thôi. Dạ, vâng. Ông cố gắng, dạ thôi đừng dạ, sao lại không nên là chia rẽ rồi chia uyên rẽ thúy đấy. Đúng rồi. Con nghĩ thế, ý ông thế nào ạ? À? Chả thế nào cả, đi về đi, còn họ Mạc với nhau thì làm sao thông gia được. Mà làng này có thiếu gì gái ế đâu, vực gì phải tìm con lạc con lượt thông gia là gì. Về đi. Thế là ông quyết định thế thật à? Về đi. Còn gái đẻ càng để càng mốc mà không để làm cái gì. Này, không cần phải giả lễ nhá, bây giờ đi sang nhà Yến Oanh. Giả tiền. Thôi, nói người ta đã nói như thế rồi, không thì tiền nong gì cả. Bây giờ đã đặt rồi, bây giờ để sang nhà Yến Oanh tìm cho mối khác nhá. Tôi sẽ thế nói đám được không? Đám mới được cũng hai đứa rồi, sắp là sắp bốn rồi. Thôi nhá. Đi nhanh đi, lỡ việc. Dạ, gì thế ông? Anh Cu Sáng này. Dạ. Tôi hỏi thật anh nhá. Vâng. Lần này tôi hỏi thật đấy. Vâng. Dạ ông cứ hỏi đi ạ. Giả sử như là tôi chịu nhục một tí, tôi tụt xuống, tôi thông gia với anh, thì ngày mai ngày kia anh có làm lễ ăn hỏi được không? Ôi trời ơi, ông hỏi như thế là đúng người đúng tội rồi ạ, đúng việc rồi đấy ạ. Ôi trời ơi, trong tầm tay thưa ông. Ôi trời ơi, cùng làng cùng tổng với nhau mà ông không nhớ là bố con nhà Sáng Sò là chuyên phông bạt đám cưới à? Kể cả là tối nay luôn nhá, ông nhớ chứ đừng có nói đến ngày mai là hơi lâu đấy. Bây giờ cháu nói luôn cho ông nghe nhé. À quên. Thôi nhá, ông đã nhận lời như thế là thông gia rồi, ông nhớ là đừng có nuốt lời như bọn trẻ trâu nhá. Mà tóm lại là bây giờ tôi nói chuyện luôn với ông là hai người ngang nhau nhá, chứ không còn phải là ông cháu nữa. Mà ông phải nên nhớ là tôi là bên nhà trai nên là tôi có thể là còn nằm lên trên ông nhá. Chính vì thế là ông nhớ là chốt là ngay sáng mai phải không? Sáng mai không nhiều lời, đặt câu đặt lễ. Nhanh nhận lời rồi. Sáng mai đến đây họ ăn hỏi luôn. Dạ, và tối mai cho chúng nó động phòng. Được, tôi đồng ý cho chúng nó cưới, nhưng phải tổ chức lễ ăn hỏi ngày mai. Con cá rô là thô của cá nóc, còn cá nóc là con cá nóc. Ôi, đại ca hát hay phết nhỉ. Để mày khen anh, tao vào show game ấy thì bây giờ ít nhất tao không vô địch thì tao phải quán quân. Mới thừa nhận là nhân chính ở cái xã này nhá. Đám bốc mà còn kín xô như thế thì là quá siêu rồi. Đúng rồi. Tới đây nhá, là tao đang đánh mạnh vào cái thị trường đám ma. Ấy, bây giờ đám ma kiếm phết ấy. Đấy, ví dụ nhá, đoàn Bến Tre đến viếng là người ta hát bài Giáng Đứng Bến Tre. Đấy, đoàn Đà Lạt đến là người ta cất bài Nắng Lên Chiều Xuống Thành Phố Mộng Mơ. Đấy, đoàn Thái Bình đến là Anh Đến Quê Em Một Chiều Nắng Ấm. Thì Hà Nội thì sao ạ? Hà Nội thì người ta sẽ cất bài Hà Nội Mùa Này Nắng Mai Không Mưa. Đấy. Đại ca. Hả? Đại ca nhiều xô như thế. Ừ. Có khi thì phải bắt xe đây cho em một xô chứ. Mày phải có vốn liếng thì mới làm được chứ. Vốn đi thì em thiếu gì? Thiếu gì ấy? Thì ví dụ như nhờ nhá. Tao là đoàn Ninh Bình. Đấy, đến viếng. Sau đây là đoàn Ninh Bình viếng Hương Hồn Cô. Mày hát đi. Hát như thế nào ạ? Hát bài với Ninh Bình. Nhưng mà em không hát được. Thế thì mày làm sao mà mày kiếm được? Thì như đại ca hát như thế nào? Bài nào tao chả hát được. Ninh Bình. Nếu mà đoàn Ninh Bình thì phải hát là Người Bắc Ninh vốn trọng Ninh Bình. Thế sao lại Bắc Ninh? Thì cái người Ninh Bình thì chơi với người Bắc Ninh thì tao kết hợp luôn cả hai tỉnh phải không gì? Đấy. Đấy, nó phải như thế. Đại ca, đúng là luôn đi trước thời đại. Mày dạ. Khen bác khen cả ngày. Được. Thầy ơi, nhưng mà thầy chưa lấy vợ, điện hơi khỏe.
Ôi này, ba pha gọi thằng cụ. Tao ế là chẳng qua chưa có người tử tế thôi. Đúng rồi, hiểu chưa nha, để mấy đứa về để bé tao đẩy. Đúng không? Ôi tự nhiên. Ôi thằng nào gọi điện vào cái lúc này nhỉ? Ôi trời. Alo bố à? Vâng. Số gì ạ? Đám mai đám cưới ạ? Đám cưới? Ừ. Mà cưới mày ấy. Là thế nào bố? À, chả là bố với cả bà mối sang nhà ông Cẩm rồi. Ông đã nhất trí để cho mày lấy cô là có lượt. Ôi trời, lấy hai con cơ ạ? Một thôi. Ôi một đấy, một thì con chịu được. Hai đứa làm sao đủ nhiệt. Ôi, ta lấy vợ thôi. Và con chào bố. Bố yêu quý của con. Thảm. Y tính bố. Em chú ý này, gương chúng ta để như này. Khi hàm răng của bệnh nhân thì cái mũi khoan chúng ta phải để vuông góc với cả bề mặt của răng. Đấy, và từ đấy chúng ta làm nhẹ nhàng, cẩn thận. Rồi, rất tốt. Đấy, cứ làm đi chắc. Cô mẹ thôi. Alo, cậu đến trường Kinh Công chưa? Tớ đến trường rồi, cậu đang ở đâu đấy? Tớ đang ở khoa răng hàm mặt. Cậu vào phòng tuyển sinh đợi tớ một tí nhá. Ra luôn nhé. Em xin phép cô cho em ra ngoài một lúc ạ. Chờ tớ lâu chưa? Thôi thì bà đi. Em chào cô. Ừ, chào cô em. Cô ơi, bạn em muốn nộp hồ sơ dự tuyển vào khoa dược trường mình ạ. Đây hồ sơ của em ạ. Vâng. Thì cô kiểm tra nhá. Chờ tớ tí nhá. Em muốn đăng ký ngành dược ạ. Alo. Con đây ạ. Trường con nhiều việc lắm thầy ạ. Còn bao nhiêu là môn nữa cơ. Dạ vâng vâng. Thế chiều con bắt xe con về luôn. Con lạy ba ba ở trên cao nghe lời à. Con khấn mà lao mà về bà xa lầm à. Xa lầm xa lỗi xa mê nghe con để. Ôi trời. Con làm mua gì đó. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi lạy chín phương trời, lạy mười phương đất. À, con cúi lạy từ thằng đần nhất đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần kinh, con lạy sang qua nhà xác. Con lạy từ bãi rác, con đến lạy đến bản Lác Mai Châu, con lạy con diều hâu, con lạy con chim chích. Con lạy từ cái phích, con lạy tới chân bản, con lạy từ trẻ lang thang đến trẻ cơ nhỡ. Con lạy từ cái thớt, con lạy từ cái dao, con lạy từ que nhang, con lạy đến mâm lễ, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con cúi xin các ngài. Mấy hôm nữa là nhà con có việc đại sự. Các ngài rủ lòng thương thì các ngài bố trí cho cái tầng loa nhà con. Nó bị bán thân bất toại. Nó bị khóa mồm, khóa mõm, khóa chân, khóa tay để nó khỏi sang nhà con. Nó hành hạ nhà con bằng những lời vô duyên của nó. Các ngài thương con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ này chắc ổn rồi đây. Riêng cái thằng loa này bắt quyết phát nữa thì thằng này chỉ có đi. Bao nhiêu cái đàn lễ thế này cơ mà mày mà sang được à, tao gọi mày bằng bố. Ôi ống nước. Thằng loa. Dạ. Mày sang đây bao giờ đấy? Thì con cũng không biết từ bao giờ. Từ cái lúc mà ông bảo cấm khóa mồm khóa mõm con ấy. Mày có biết là tao lập cái đàn này để tao cấm mày sang đây không? Nhưng mà sang con sang có việc, con nhờ ông. Việc cái gì mà việc? Tao không muốn mày sang nhà tao bất cứ lúc nào trong những ngày này, nghe chưa? Cái thằng vô duyên. Ông lúc nào cũng nói con vô duyên. Tao không phải là cái chê bô nhà mày đâu, nhưng mà mày sang đây là tao không đồng ý. Ý là ông bảo là không cho con sang là ông chê nhà con nghèo cái gì? Không phải là cái vấn đề là nghèo hay giàu, mà mày vô duyên lắm. Mấy hôm nữa là cái việc chạm ngõ, việc ăn hỏi cô mày. Thế bây giờ mày sang đây quan khách thì sang trọng, ăn nói lôm ca lôm côm rồi luyên thuyên, người ta cười vào mặt cho ông và cười cho cả họ nhà mình ấy. Thế thì con không nói gì nữa. Được, mày không nói thì tốt quá, phúc tổ cho nhà này. Tao cấm mày nói được cái câu gì đấy nhá. Ông ơi, không nói
nó nghĩ là cả lò nhà mình toàn đứa cơm. Ô cái thằng này, tao đã bảo mày không nói cơ mà. Đi về đi, bực hết cả mình. Đi về. Cái gì? Cái thằng này, mày bảo tao đeo súng cho ai chứ gì? Mày không có mồm nên mày mở ra. Có cái điều gì mày đây thụt ra cho mày cứ mà mớ như cái thằng câm ấy. Khổ lắm. Thì ông vừa bảo con không được nói khóa mồm khóa miệng thì bây giờ con có dám nói đâu. Bây giờ tao cho mày nói, mày cần điều gì thì mày thụt ra để cho ông hiểu. Ông cho con tí tiền. Tiền gì? Thì con về con đi viếng đám ma nhà thằng Tí. Nhà thằng Tí ai chết? Cụ tổ nó chết đấy. Liên tha liên thuyền. Cụ tổ nhà nó đã sang cát từ cái đời Tám Oánh rồi nên là cụ tổ nó chết. Không phải. Con nằm. Con nhà nó cưới. Tao cũng đau tim vì mày. Con nhà nó cưới. Vâng. Tức là việc hỉ mày chuyển sang việc hiếu. Từ đám cưới chuyển sang đám ma. Từ đám ma mày sinh ra thành đám cưới. Tao cũng à mày đấy loa. Thì con nhầm. Thôi, ông cho con vay ít tiền, con về con mừng nhà nó. Mày cứ làm như ông là địa chủ ở cái làng này không bằng ấy. Thì ông giàu nhất còn gì nữa. Này, cầm ấy mà đi mừng đám cưới. Nhớ phải giả tao đấy. 20.000 thế này thì mừng gì. Ở quê thì chỉ mừng thế thì mày mới định mừng bao nhiêu. Ông cho con vay 200 đi. Úi dồi, 200 đi mừng đám cưới. 200. Đưa tao 20 đây. Chỉ đưa đây. Cho 200 à? Không, tao có 50 đây. Đi mừng thì mừng, không mừng thôi. 50 làm sao đủ được. Có lấy không? Ừ, ông giàu thế mà ông kỳ kiệt. Ông cho con 200 đi. Không có, chỉ có 50 thôi. Lấy không lấy đưa tiền đây. À, thôi con lấy. Con uống nước đã. Uống xong đi về đi. Vâng. Cho con quả cam nhá. Ôi cái thằng này. Chưa bao giờ thấy cái thằng nào nó vô duyên như cái thằng này. Phải nay mà đám hỏi mà nó xuất hiện thì có mà vỡ hết cả giạc. Ôi dồi ôi. Này. Ông vào ông treo cho tôi hai cái đèn lồng đi, càng cao càng thấp. Á rồi. Treo này. Láo lếu sai bố mày đi phục vụ mày đấy à. Thôi. À? Không cãi nhau nữa. Bây giờ bàn về việc có bán đã. À. Ông có bao nhiêu? Tôi bao nhiêu gì? Bao nhiêu người? 71. Có 71 người thôi à? 71 mâm ấy. Ôi dồi ôi. Đông thế. Ôi tôi là một bầu xô nổi tiếng ở cái đất nước này mà rộng hơn là cả thế giới này, kể cả hải ngoại họ vẫn về. Chính vì thế cho nó rất cần nịnh tôi phong bì cả mớ luôn ấy. Thì con có bao nhiêu? Con có 30 đứa. Con có 30 đứa à? Này, hôm đấy con nó là nhân vật chính. Mình ưu tiên cho nó 3 mâm. Đúng. Sao lại 3 mâm? 30 đứa, 3 mâm thì 10 đứa nhét vào mâm ngồi vào đâu? Thì các con ngồi ghép nó vào, đúng rồi. Không? Đứa này ăn xong đứng dậy cho đứa khác vào. Đúng rồi. Giống như kiểu là đi ăn buffet ấy. Thế này lúc nào bên đấy thừa thì dồn sang vô bên trong nhá. Đúng rồi. Đấy nó gọi là dồn mâm đấy. Dồn mâm đấy. Thế của mẹ có bao nhiêu người? Của mẹ là 72. 72 mâm. Nó sẽ đông. Này, 72. Cô quan hệ với những ai mà làm thế? Khổ quá thì cô riêng cái đội tế đã bao nhiêu rồi. Xong rồi đội đi đánh tennis này, cầu lông này, rồi đi bộ này. Ôi dồi ôi, nhiều đội, đội thiền, đội yoga. Thế nhanh, nhà mình có 2 con lợn. Ừ. Một con 1 tạ, một con 30 cân. Thế thì con nào? Mẹ quyết định con 30 cân. Ôi dồi, thì có 30 cân. Ừ. Thế ăn kiểu gì? Ôi, mày làm sao thế nhỉ? Đi ăn hỏi ai người ta đưa phong bì. Đúng được cái đồ. Tính toán cái chuyện kinh tế là có mặt lỗ trong vó. Đúng không? Này, hơn 100 mâm một con lợn có 30 cân thì ai ăn ai được. Thì đấy là đang mới test thử thôi, thế thôi. Thôi, chuyện ăn uống thế là xong. Mấy thằng kia, đó, nhanh đó, lên đó, đó. Không được, đẹp không nhỉ? Không, để này nó trướng lắm. Trướng, khiêng lại ra đầu kia, ra chung cung cho thật. Hai thằng mày ra làm y như lời ông nói. Làm từ từ thôi, để tao vào, tao thử
thương cảm tôi ký hợp đồng với ông. Anh bực hết cả mình. Đặt lên nhá. Ok. Mày mượn người thế nào đấy mà có mấy cái chậu mà từ sáng giờ khiêng ra đến khiêng vào mà ông chưa nghĩ là thế nào? Ui, còn cháu trong nhà cũng tạo điều kiện cho chúng nó không ăn việc làm. Ông ơi, suốt từ sáng giờ anh em con làm ấy, dãi ở họng, ông có cái nước gì cho con xin? Ôi giời ơi, chả nói gì cả, ta pha ấm trà từ sáng giờ uống một mình đang buồn đây này. Ui dồi ôi ông ơi. Làm chén với ông đây. Thôi, con xin đâu. Trà thì ông pha đặc, con thì đang đói, con uống vào cồn cào ruột gan ra. Ông thế vừa chả bảo thiếu nước còn gì? Nước khác cơ. À men đúng không? Ông bà ơi, mang cái chai bia tôi uống dở hôm qua ra đây cho các cháu nhá. Hay là cái món ngũ cốc này thì ông cho ôi con ơi, cái ngũ cốc farm này chúng mày không dùng được. Cái này là dành cho người già. Thì ông với bà mấy đứa có đầy việc cho nên là phải dùng cái này để dưỡng sức. Thôi, tao biết cái gu của chúng mày rồi. Đúng chất của Sài Gòn là chúng mày uống bia uống rượu phải có đồ nhậu đúng không? Ừ, đúng rồi. Ông là tâm lý ông mặc dù không thích rượu bia nhưng tao lạ gì chúng mày. Để tao ra tao vặt cho mấy quả ớt là được ấy mà. Thôi ông ơi. Thôi. Không phải ớt đâu. Thế là không dùng mồi nữa gì? Ui giời ơi, đang nóng nực cái này mà ông cho ông bia với ớt cứ chỉ lòi ra không ạ? Tức là không dùng mồi đúng không? Vâng. Đấy là do các anh không thích chứ không phải là tôi không có bố trí nhá. Thôi được rồi, tôi cũng là người đàng hoàng. Các anh là con cháu trong nhà tôi không để thiệt. Bây giờ tôi cứ quy ra thóc nhá. Quy ra thóc luôn à? Thống nhất là có mấy người? Ba người. Ba thôi gì? Vâng. Tôi này tưởng 30 người chứ ba thì đơn giản. 35, 15. Triệu rưỡi. Đây. Này. Dạ. Ba thằng cầm 15.000. Tí nữa mua cái gì ngon ngon mà ăn xong rồi là vào giúp ông tiếp. Suốt từ sáng giờ mà ông đưa cho đây ba thằng bực 15.000 này thì không đủ mua ba gói bim bim. Ờ hay. Mày ra mua ba bìa đậu phụ có phải là ăn nhòe không? Ông đúng là mãi mà không bỏ được cái tính cái kiết sỉ lòi ra xa bé ăn đi. Thôi. 10 cái chậu đấy cứ để nguyên ông làm, không phải dây dưa vào việc của ông nữa. Nha. Rồi nhá, thế thì là cháu cứ để đấy cho ông làm tất nhá. Ờ đương nhiên là cháu ông làm. Về đi. À này, quên. Ui, lại làm ông. Vào đây. Cứ ngồi xuống đây. Ăn với tôi chén nước đã. Đã bảo nước chè đặc còn không uống rồi. Ừ, cái này nước thứ 6 rồi nó cũng nhạt thách rồi, làm chén. Để ông lắm con uống chén nước rồi đấy nhá. Uống đi. Bây giờ cái việc quan trọng nhất ý, à, là chuyện văn nghệ. Văn nghệ đấy. À thôi thuê cho con được ca sĩ mấy cái gì sao à? Bị dở hơi à? Nhà mình đây cây nhà lá vườn của nhà trồng được thì cứ thế mà mang ra thôi chứ việc gì phải thuê. Đương đường bố con này, mẹ này, rồi con nữa là ông sao lớn nhưng phải đơn giản đâu. Bà ấy thế hóa ra cái đám ăn hỏi đây này, nổi tiếng là cả cái đất nước này đấy. Nên làm gì có cái chuyện mà trong cái ngày ăn hỏi mà này, chú rể hát mà này, bố chú rể, mẹ chú rể cùng song ca này năm bốn luôn. Đấy. Nhưng mà này, con sợ ở làng mình người ta quen quá rồi bây giờ thuê cái chỗ khác ý. Thôi được rồi. À? Theo ý kiến của con ý, nó nghĩ cũng đúng. Riêng cái khoản mà ca múa hay mua nhạc ý thì là vợ chồng mình với con. Thế còn bây giờ mẹ tính là chắc có lẽ phải đầu tư một tí. Vâng. Thêm một tí hài. Ôi đúng rồi, hài cho nó vui, hài cho nó vui. Vui nó phải có hát hài đúng rồi. Mà hài thì tôi tính bây giờ ở trên mạng đang hot nhất là có 4 đứa. Có 4 đứa rất nổi. Đứa nào? À ví dụ như thằng Tèo Quang. Vâng. Thằng Dâu Vượng. Ủa đây con thích. Và con Mi Trà. Ủa được. Và thứ tư là cái thằng Thắng Chiến. Ủa, đấy, được không? Duyệt không? Không. 4 đứa này được đấy. 3 cái đứa kia là con duyệt. Nhưng riêng cái thằng Thắng Chiến dùng thuê. Tại sao? Thằng đấy thảm họa. Sao lại thảm họa? Thằng này mới lấy vợ diễn chán lắm. Ủa thế à? Thế thì thảm họa thì Thắng Chiến thì thành là sống thiến à? Không phải, nhưng mà lâu nay là em cũng nghe tin là thằng này nó chuyên ra đi hát sang cát. Thế mà nhà mình đang vui nó tương cho câu sang cát thì có mà gay đúng không? Riêng cái thằng này bỏ thôi, qua bỏ qua thôi, cho bỏ qua mất luật. Thôi cho bây giờ thế này, để cái chương trình hôm đó diễn ra được long trọng, bây giờ hai bố con tập thử tiết mục để mẹ duyệt, hiểu chưa? Bây giờ bắt đầu. Này bạn thân ơi, cái gì đấy? Đạp con mềm cái giờ đấy, bạn bè thế mày hả? Ông làm cái gì thế nhỉ? Nó đang tập. Nhưng nó rất láo. Mày con định hát cái bài gì đấy? Bài Cơm Bụi Cuộc Đời. Cát bụi. Không được. Đám cưới thì con tương cái bài này vào có vẻ nó buồn bã. Không được. Con phải có cái bài gì đấy nó vui vui. Ông có bài gì không? Đã thế tôi chơi hẳn vọng cổ. Được. Tôi duyệt. Mà đúng ý nghĩa luôn trong ngày cưới nhá. Rồi. Trời ơi,
sang hôm nay có một đám cưới rước dâu về làng bên cạnh. Cô dâu mặc áo hồng khăn tím chàng rể xinh xinh tay ôm chặt bó hoa hồng. Ơi em gái cùng thôn này sao dội nhà lấy chồng. Duyệt! Em lấy chồng cả có mừng vui. Duyệt rồi, đã bảo là duyệt rồi mà cứ duyệt nói rồi, nhiều thế rồi. Nhỉ à, hay đấy phải không? Phải. Thì... đã hay là duyệt. Thế gì? Thế chồng của mình lúc nào chả hay. Còn bây giờ để thể hiện cho gia đình mình là gia đình văn hóa văn nghệ, bây giờ theo tôi có một bài tam ca thể hiện. Và khi cuộc hôn hỏi bắt đầu diễn ra, bắt đầu. Ồ, sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương nhà mình. Kìa, nhà ai có con lợn béo? Ồ, kìa, nhà ai có cô dâu hiền? Ồ, ngộ thay có con lợn quay. Xôi đầy mâm, cầu đầy buồng. Đây niềm vui hiếm hoi ngày cười, sống thật là hay, chồng buồn cười, già và trẻ mới là niềm vui. Quan trọng nhất bây giờ lại là cái vấn đề tổ chức. Cái khâu tổ chức làm sao cho nó đàng hoàng, cho nó tầm cỡ, để nó xứng đáng với cái dòng họ nhà mình, để người ta biết thế nào là danh gia vọng tộc. Dù sao cũng là con đầu trong sớm. Cái này tôi phải nhờ anh tư vấn. Riêng về trong dòng họ ấy, ừ, cộng với công việc khác, con là con cháu ông. Đúng rồi. Còn riêng về việc ma chay hiếu hỉ, ông chỉ là con cháu cho con thôi. Đúng rồi. Ô, tập vả trong mày cái. Thôi 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 thôi, anh cứ tư vấn cho tôi đi. Làm sao tổ chức cho nó đàng hoàng lịch sự vào. Có lịch sự ngay. Thế tổ chức như thế nào? Mà làm sao nó giống như trên thành phố ấy. Người ta có cái tức là có cái gì khánh nhỉ? Khánh tiết. Nó phải có một ban đấy, gọi là khánh gì? Khánh tiết. Ở đây 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 đây, tôi cũng phải muốn có một cái ban khánh tiết cho nó đàng hoàng. Có ngay đàng hoàng luôn nha. Thế bây giờ có hai gói. Một gói là gói mất tiền và một gói miễn phí, thì ông chọn gói nào? Này, nói luôn nha, anh nhìn vào nhà tôi là anh biết rồi, đúng không? Đàng hoàng lịch sự giàu có, đúng không? Nói tiếp. Thì đương nhiên tôi phải chọn cái gói miễn phí. Anh cứ lấy cái gói miễn phí cho tôi xem nào. Vậy thì là gói miễn phí, riêng khánh tiết sẽ có 20 bà vãi mặc áo nâu, đeo tràng hạt, đội vải trên đầu đón khách từ ngoài cổng vào tới sân. Đấy. Hay. Tuyệt vời. Nhưng mà cái này là trên thành phố là người ta bố trí là độ khoảng 20 cô gái xinh đẹp xong mặc áo dài đứng đón, chứ bây giờ mình đưa các vãi ra thì người ta lại tưởng tụng kinh gõ mõ, người ta sợ ai dám vào nhà mình nữa. Trên thành phố đấy là người ta chọn gói có tiền, còn mình chọn gói miễn phí thì nó phải như thế thôi. Thôi cũng được. Thế thì có làm tí ca nhạc ca nhiếc gì không, hay là chỉ có mỗi khánh tiết không? Ồ, thế khánh tiết thì phải có nhạc chứ. Nhạc ngon lành luôn, hoành tráng luôn. Cũng có hai gói luôn nha. Hai gói á? Thế ca nhạc làm như thế nào? Phải hoành tráng đấy nha. Tôi là tôi thích là nhà mình nó như một cái trường quay show game ấy. Đấy. Có hai gói, một gói mất tiền và một gói cũng miễn phí. Hai gói đúng không? Lúc này là tôi chọn gói miễn phí đúng không? Đúng rồi. Thì đương nhiên là lần này tôi phải chọn tiếp gói miễn phí cho nó đồng bộ. Thế thì có đồng bộ ngay. Riêng cái đội cái dàn giao hưởng của cháu ấy là âm thanh hoành tráng luôn. Rất nhiều nhạc cụ. Nào là có ba cái nhị này, một cái sáo này, một cái trống cơm, một cái trống cái và có cả thanh la nữa. Ồ. Thế đó là phường bát âm à? Sao lại phường bát âm? Đây là dàn giao hưởng là cánh đồng, người ta lại phường bát âm. Dàn giao hưởng cánh đồng à? Có gì nữa? Cái này phối hợp với lại các vãi đứng ở cổng để đón khách. Độc hay hay. Được không? được. Không ngờ miễn phí này hay đấy. Được. Chốt không? Chốt sổ. Được. Hay đấy. Nhưng mà ấy, riêng cái dàn nhạc người cao tuổi này của bọn cháu ấy là nó phải có nguyên tắc. Sao miễn phí mà có nguyên tắc á? Miễn phí thì cũng phải có nguyên tắc chứ. Nguyên tắc như nào? Nguyên tắc ấy tức là một là âm, hai là bà. Muốn cái dàn giao hưởng nó hay hơn ấy thì là hai ông bà là phải giải cái chiếu ra đây, hai ông bà giả chết đắp chiếu lên cho nó hoành tráng. Ui thôi, không được đâu. Sao lại vớ vẩn thế? Bây giờ là cái lễ ăn hỏi xong đây này, tự nhiên này giả chết ra đến nó xui quẩy lắm, không được. Ai lại làm cái trò mèo ấy? Miễn phí thì miễn phí nhưng mà không, cái này dẹp.
không miễn phí thì thôi chứ tôi không giả chết ở đây đâu. Không giả chết. Ờ. Lại dẹp. Dẹp. Thế thôi. Làm ăn thế này vớ vẩn. Cháu không? Đi về đi. Cháu lại về. Ôi, này. À. Lại bảo nữa. Thế ông đồng ý đắp chiếu rồi hả? Ôi, không. À. Vớ vẩn à. Cái vấn đề khánh tiết ấy. Vâng. Với lại khâu tiếp đón thì tốt nhất là để cho cô là cô lượt. Mấy bạn cô lo thay ông bà. Vâng. Hiểu chưa? Vâng. Tôi và anh cũng không phải quan tâm việc đấy nữa. Nhưng quan trọng nhất đây này. Vâng. Anh có nhiều kinh nghiệm thì tôi hỏi. Đúng rồi. Thường thì cái đám ăn hỏi ấy. Vâng. Có cần phải có MC không? Thế con hỏi ông nha. Ờ. Thế nếu ông chết thì ông có cần đến người để đứng lên đọc điếu văn không? Thì đương nhiên phải có rồi. Có thế. Tất cả các sự kiện gì từ đám ma, đám hiếu, đám bốc mả cho đến đám ăn hỏi thì phải có MC, phải có người nói. Phải có à? Có gì? Chết dở. Phát này căng đi nhá. Ờ. Ở làng mình có mỗi hai MC nổi tiếng là thằng Sò và bố nó. Bây giờ là bố nó với thằng Sò thì là họ nhà trai rồi. Bận nhà nó rồi. Thì nhà mình bây giờ ai làm MC? It me. Cái gì? Con. Anh nhá. Ồ. Anh học ngày nào mà đòi làm MC? Ông cha biết cái gì cả. Ông không biết là con đã từng dẫn hai đám bốc mả, một đám ma rồi. Riêng cái đám ăn hỏi nhà ông ấy là con sẽ khai trương vào đầu tiên luôn. Này, cái việc ăn hỏi là việc đại sự. Nó không phải cái việc vớ vẩn đâu. Dẫn lôm ca lôm côm rồi lời nọ sọ lời kia. Ra đây người ta cười sọ. Con đã học qua cái lớp MC của Minh Sò rồi. Cho nên là đã là MC thì là đám nào cũng chơi được hết. Ông có tin không? Nói phải thể hiện tôi mới biết được chứ. Thì ông test con luôn nhá. Ờ anh có gì thì anh thể hiện để tôi chét. Ông test nhá. Chét luôn. Thằng kia. Đây mày. Vào đây. Đây. Ôi. Lô. Đặt vào đâu? Mày đặt đây. Mày bây giờ sẽ không phải lao động chân tay nữa. Mày lao động trí óc nhá. Đây à. Mày ngồi đây làm cô dâu. Ờ. Thì cứ ngồi đấy. Bảo sao đâu. Thế ai làm chú rể? Thằng này làm chú rể. Ờ. Bố lao nào. Ông Cẩm làm chú rể. À, ông được con mượn cái đấy. Đây. Đấy. À, thế này nhá ông nhá. Ờ. Riêng về MC ấy thì là cũng có hai gói. Đấy. Lại hai gói à? À? Một gói mất tiền, một miễn phí. Ông chọn gói nào? Không cần phải nói. Mày cứ đồng bộ cho ông đi. Lại miễn phí à? Cứ miễn phí đi nhá. Kính thưa toàn thể các bà con, kính thưa mọi người, ngày hôm nay là ngày ăn hỏi của hai con chúng tôi. Chó già ít thịt nhiều da. Sau đây là điệu dân ca và trèo. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt leo vào mà leo ra. Con kiến mà leo cành ra, leo phải cành cụt leo ra là leo vào. Con kiến mà leo cành hồng, chắc chắn đêm nay anh chị sẽ phải nằm chồng lên nhau. Ô kìa. Đấy, à được không? Nó cứ lôm côm kiểu gì ấy. Lôm côm quá. Bây giờ được cái lễ ăn hỏi dẫn được ba câu ra xong ra nhảy nhón nhí nhố thế này, có cả khách già khách trẻ người ta cười cho, mà nhà mình là nhà có học, thể hiện thế nào MC nó phải có văn chương, nó phải có chữ nghĩa trong đấy, thế mới gọi là miễn phí. Thôi, riêng cái phần MC này là phần quan trọng. À, mày chọn gói có tiền cho ông. Chơi gói có tiền đúng không? Chơi gói có tiền, nhưng ông phải giữ nhờ nhá. Ơ hay. Ông phải chốt quan trọng là không bao giờ ông tiếc rẻ đâu. Ông nhớ nhá. Nhớ. Ngày làm chứng nhá. Anh cứ check, anh check thử cái vấn đề MC mất tiền cho ông xem nào. MC mất tiền thì lại có mic, nhá. À ừ, đấy, nó phải thế chứ này. Alo, 1, 2, 3, 4. Ừ, giọng trầm đấy, chuyên nghiệp đấy. À, cho anh tí trầm em ơi. Hay đấy. Ok. Cho trầm. Bát thêm một tí em ơi. Ê, được. Ok. Chuyên nghiệp nó vẫn khác. À. Mất tiền nó khác á. À, xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cũng như là bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Lời đầu tiên cho phép MC xin được gửi đến toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Hai, chúng mày vỗ tay đi. Vỗ tay. Được. Kính thưa toàn thể quý vị, tình yêu là một điều kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người của chúng ta. Khi hai trái tim đã hòa chung một nhịp đập, khi hai tâm hồn đã hòa quyện đồng điệu vào với nhau, và khi hai con người đã không thể tách rời nhau, thì họ sẽ đến tới hôn nhân. Về đây, về quê hương anh, có dòng sông xanh, hương cau thơm ngát, những đêm trăng sáng, trai gái bên nhau, nghe kể chuyện, đắm xưa mà đánh mỹ, trai gái yêu nhau, chờ nhau như hoa đà. Được không? Được. Hát.
hát thì nó hơi phố đình ngang tí. À. Thế nhưng mà MC nó lại hay. À. Ông là ông thích nó phải có tí thơ như vừa rồi. Đấy. Thể hiện một cái sự lịch sự đón khách. Hiểu chưa? Ừ, hay. Nhưng mà cái gói này thì khoảng bao nhiêu tiền con? 2,5 triệu. Mày giết người à? Ừ. Có mỗi 3 câu với nên nửa bài hát 2,5 triệu. Chỗ con cháu trong nhà thì con mới lấy ông 2,5 triệu đây. Ừ. Chứ còn người ngoài là phải 7-8 triệu. Ôi dồi ôi. MC thế có mà mày hóa ra mày đi bóp cổ người ta cho mày MC cái gì? Ừ. Thôi không làm cái này đâu. Không làm thì thôi con đi về. Ôi, từ từ. Chỗ ông cháu trong nhà anh lấy cái gì nó vừa phải thôi. Thì con cho ông ngả giá đấy. Tôi thì cũng không phải là cái người là chắc lép gì đâu. À. Nhưng mà cái gì nó hợp lý là tôi làm. À. Thống nhất thế này nhá. Vâng. Anh dẫn toàn bộ cái lễ ăn hỏi và hát cho tôi 3 bài. Ok. 3 bài. Tôi sẽ cho anh bắt 3 con gà rù nhà tôi. Dừng lại. Này, có việc gì đây? Kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ gì? Thì bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3, bằng đại học. Ai đi con đường tự nhiên cái bằng cấp 1, cấp 2 mày bị điên à? Ngu lắm cơ. Ngu còn lay đớp nhời. Nói mãi rồi. Kiểm tra giấy phép lái xe. Đi đường. Giấy phép đi đường làm sao mà giấy phép đi đường làm sao đấy? Thế đi đường không có giấy phép thì có tiền đâu? Tiền gì? Tiền BOT. Đi đường mà phải BOT à? Đây đây đây, nhìn nè. Gì đây? Đấy. Đường nào chẳng phải thu tiền. Này, tới đây nhá, BOT còn đi vào tận trong xóm nhá, trong làng nhá. Thế thu bao tiền? Hai thằng. Hai thằng 100. Hai thằng này gì? 100. Ê, tao còn mỗi 12.000 thế này, có lấy không? 12.000 không lấy, 100. 100 á? 100. Sao lại ra? 100 à? Ờ, dí được tí. Đây, tao còn mỗi cái này, chứ mày lấy. Ôi trời ơi. Kìa xưa cái thằng này. Mày đi đâu mà mày cắm đầu cắm cổ đâm sắp dập ngửa mày đi thế? Thế xưa mày may mà tao có võ ấy, chứ không thì tao lên thiên đường oan với mày đấy nhá. Dạ. Không nhận ra con à? Mày là thằng nào? Con mày đi đâu hả? Con vừa ở nhà U ra đấy. Mày vừa ở nhà tao ra? Vâng. Mày vào đấy ăn cắp à? Nhà U có cái khối tài sản như thế thì ai mà chả thích ăn cắp. U này, con định vào con bốc em lượt nhà U ấy. Mày định bốc con lượt nhà tao á? Vâng. Này nhá, tao nói cho mày biết nhá, tao truyền đời báo kiếp cho mày biết nhá, tao cấm cửa mày không được bước chân vào nhà tao đấy, nhớ chưa? Cấm cửa đấy. Mày cấm mày trèo rào, mày đường ngang ngõ tắt ấy. Mày hiểu chưa? Thằng này tao đi kệ tao. Thời buổi nào rồi mà U còn ngăn sông cấm chợ, lấy vợ còn cản ngăn. Nói cho khỏi lăn tăn nhá, nhà phải cao cửa rộng, nếu không đừng mơ mộng đũa mốc tròi mâm son. Ê, U rap hay thế. Gì đấy? Con cũng rap vậy nhá. Tức là U vẫn muốn thách nhà giàu húp tương theo lối như đời thường, phải muôn đăng hậu đối. U thích thì con chiều, con không thích nói nhiều, cũng không thích nói dối, con không thích cửa dưới mà chỉ thích nằm trên. Trên chứ mà mẹ mày. À, trên với ai? Con quên, con chỉ thích cửa trên. U gặp con là hên, chọn được chàng rể quý, đám cưới sẽ như ý, dùng dình tiền chi tiêu, con không thích nói nhiều, cùng lắm bốc bắt họ. Hay là U thích cái gì thì U thách đi, con chiều hết. Tao chốt hạ như thế này nhá. Xe hơi phải cao cấp, nhà cửa phải thời trang, nội thất phải đàng hoàng, nếu không thì đừng ngó nhé. Con tưởng U thách gì, xe hơi con cả chục, hàng hiệu con mặc nè, nhà con phố hàng bè, chuyên kinh doanh mắm tép, con chỉ hơi bép xép nên tiết lộ thế thôi. Đám cưới mà xong rồi có khi tao vỡ nợ. Ý con không phải là thế, mà là con muốn tổ chức một cái đám cưới hoành tráng. Thôi, tao yêu cầu mày im ngay thời điểm này tại ở đây luôn nhá. Tao cấm mày nhá, mày bước chân đến nhà tao mày hiểu không?
mày là thằng lô đề cờ bạc, chuyên rượu chè. Mày mang con gái tao về xong rồi mày đi cắm nó thì tao chết à? Hả? Hả? Tao nói cho mày biết nhá, con nhà tao ấy nó có đám hỏi rồi. Nha. Đừng tưởng. Ba vừa nói cái gì? Ba nói là có đám rồi á? Này. Này. Có đám ăn hỏi em lượt rồi. Đám hỏi, hỏi ai? Hỏi ai? Tao hỏi tôi chưa hả? Chưa hỏi. Tại sao ăn hỏi em lượt mày lại không hỏi tôi? Hả? Mày làm gì mà mày xin sợ đấy? Mà mẹ mày! Mày định tấn công tao phải không? Hả? Mày phải dồn ai vào tường đấy hả? Hả? Mày không cẩn thận nhá. Tao nói cho mày biết nhá, mày thấy tao chân yếu tay mềm, mày định ép tao vào tường xong rồi mày hấp riêng phải không? Hả? Không. Tao nói cho mày biết nhá, may mà mày họ Xa, nếu không bà chỉ bóp cà mày chết cha mày nhá. Chạy đi mông ra nào. Được tin con lấy chồng, lòng cha mừng biết mấy. Được tin con lấy chồng, lấy thằng so nhà ấy, lòng cha thấy vui hơn. Này, sắp đại sự rồi, mặt lúc nào cũng đâm lê, bỏ cái tảng chì ở mặt ra có được không? Ôi giời, chán chá buồn nói, buồn chá muốn nhìn. Ơ hay, cái gì buồn cái gì? Hai đứa nó không hợp nhau đâu ông ạ. Tôi hôm qua tôi sang nhà ông Hải tôi xem rồi. Ông ấy nói với tôi là phải xem lại đi. Hai đứa này không hợp nhau đâu. Lại mê tín, lại sang nhà ông Hải dớ chứ gì? Chứ chả sang ông nhà ông Hải dớ, sang nhà ông Hải nào nữa. Thế nào là không hợp nhau? Ông nói là cô dâu nhà mình nhá, là cầm tinh con giun. Còn cái thằng chú rể nhà mình là cầm tinh con cá. Ấy thế mà con cá nó điên lên, nó nhá một phát thì con run đi đời nhà run, phở ra đằng phở, run ra đằng run không ạ? Vơ va vơ vẩn, 12 con giáp thì làm gì có con nào là con giáp nào là con cá, con nào là con run? Liên tha liên thuyên. Ông mổ ông cứ to lên thế nhỉ? Thế tôi hỏi ông nhá, thì bây giờ đấy, người ta xem người ta nói như thế, cái tử vi cải cách ấy, người ta bảo như thế, không những có run có cá, mà còn có cả run cả dế nữa. Vậy bà, giáo dục thì cải cách thì còn có lý, tử vi cũng cải cách. Bậy bạ là thế nào? Tử vi cải cách người ta nói như thế thì tôi nói như thế, tôi bịa được ra. Mà bây giờ tôi nói như này này, nó đã nói là không hợp như thế rồi, thì mâm cỗ các thứ nhà mình cũng tổ chức nó nhỏ nhỏ thôi, nó vừa vừa phai phải thôi, chứ làm gì mà to tốn không ạ? Đúng là không qua ngọn cỏ, lúc nào cũng bàn lùi, nhà mình là thế nào? Tổ chức cái con đầu cháu sớm thì làm nó phải đàng hoàng. Đây là bộ mặt của tôi, bộ mặt của bà. Chứ có phải người ta còn nhìn vào trên trông xuống, dưới trông lên chứ lệ. Trên trông xuống, dưới trông lên. Ai cười thì mặc người ta. Tôi chả liên quan, kệ họ. Tôi chỉ biết là hai đứa nó không hợp nhau. Hoặc là cứ kệ cho chúng nó lấy nhau. Mình tổ chức to tát làm gì nó tốn ra. Cứ như tôi với ông ngày xưa ấy, về với nhau có hợp đâu. Suốt ngày cãi bõ nhau thế này, mệt lắm. Này. Ai bảo với bà là tôi với bà cãi nhau? Từ xưa nay tôi và bà cãi nhau bao giờ đâu. Ô hay nhỉ. Thế ông nói với tôi mà ông cứ gân cổ, ông trợn ngược mắt như thế, thì chả gọi như thế là cãi nhau thì là như thế nào? Đây không phải là cãi nhau, mà đây chỉ là cái việc tranh luận thôi. Ô, tranh luận mà lại đập bàn đập ghế thế à? Ê, đây là cái thói quen của tôi, nó là như vậy. Ông tranh luận với tôi mà hàng xóm nghe thấy, thế có gọi là cãi nhau hay là cái gì? Tính nết mỗi người một khác, người hàng xóm nó khác, tôi khác. Cảm thấy ở được với nhau thì ở, không ở được thì ra tòa. Này, nói thật nhá, con này nhá, ăn bốc ngồi đất rồi nhá, sợ gì mà không ly dị nhá. Thích thì làm đi, viết đất đi. 60 tuổi ra tòa thì sợ người ta cười chứ không thì phút mốt. Úi giời ơi, cười hở 10 cái răng, kệ họ. Thôi, sắp đại sự rồi, bà muốn làm gì thì làm. Để miễn làm sao, đừng làm mất mặt tôi là được. Để tôi ra tôi xem bọn trẻ con nó làm ăn thế nào đã. Lý sự cùn,
chỉ được cái lý sự cùn. Lý sự cùn gặp lý sự sắc một cái là biến ngay. Bao nhiêu năm lấy nhau toàn thua mình thôi. Cô Lượt đây, cô Lượt, cô bảo treo đây cho cháu này. Sắp xong chưa, sắp xong chưa? Khẩn trương lên, ôi sao cái này lại để đây à cháu? Treo treo vào cho nó thẳng, không đứt bây giờ. Cô cho cháu cái này, con chảy bàn đây đẹp à? Ổn rồi đấy. Anh cứ trang trí làm sao cho nó hoành tráng lên. Vâng. Cho nó cứ phải rực con nhà bà dỡ nha. Vâng. Làm sao cho cái lễ ăn hỏi của cô mày là phải nhất làng, à không không, phải nhất xã mình thì thôi. Nhất tỉnh luôn ông ạ. Ừ, nhất tỉnh. Ông có biết không, riêng ăn hỏi và ăn cưới thì chuyện ăn cũng quan trọng đâu. Mà quan trọng là cái không tổ chức chứ ông. Không tổ chức mới quan trọng đúng không? Ui giời, này, sao lại mang cái ấm xúc bò ra đây? Trời ơi. Con đi đổi. Thay luôn cái khác. Thế này ổn đấy. Tất cả nhá, nếu như các anh chị mà làm tốt xong nhiệm vụ này, tôi sẽ khao các anh chị một bữa thịnh soạn, được chưa? Thế này đáng thua gì? Còn nhá. Đáng chứ. Không phải bóng loáng sáng quang luôn không ạ? Phải làm thế nó mới đàng hoàng. Ôi giời ơi, hai ông cháu mày cứ như là giời ơi ấy. Ôi giào ơi, nhà mình là nhà gái, mình làm tiệc nó to quá, người ta lại tưởng là giải quyết cái khâu ế. Đấy. Mà này tôi dặn này, làm gì thì làm nhá, nhưng mà cũng phải cho thêm tí chầu văn mà cho nó vui. Đấy. Đúng rồi đấy, như là ở trên tỉnh họp hội nghị ấy, vẫn cho cái nhạc vào. Bài sai đô triệu lục cung, đang ân đang ái vôn dòng sương sang. Tinh cô hay mang chúc mang giàng. Bà yên tâm, bà yên tâm. Để tôi dặn nó. Này, dạ. Tính bà người đồng bóng nhá. Cái món chầu văn không được thiếu đâu nhá. Không có hỏng hết việc của ông đấy. Bà yên tâm. À, thế là anh Bình. Thế còn anh Sáng thì thế nào? Anh Sáng nhá, nhớ là phải kéo đường dây điện từ trạm biên thế vào tận cửa nhà mình nhá. Nhưng mà như thế thì tốn điện lắm không ạ? Không ngại gì, ăn chơi thì sợ gì mưa rơi. Nhà lẩm cẩm này đã chơi, nó phải nhất thôn, nhất làng, nhất xa. Dạ, hay quá. Ổn đấy, được rồi. Dạ. Thế còn cái âm thanh âm tiết chưa thấy đâu nhỉ? Có âm thanh đầy không? Đầy đủ cả chứ ông. Âm thanh. Ừ thì gọi vào, mang âm thanh vào để ông kiểm tra. Âm thanh ông ạ, phải kiểm tra. Cô Lượt đây. Ở đây rồi. Ai, âm thanh nha, master đàng hoàng không ạ? Cả cái đám hỏi này mà dùng mỗi cái loa kéo kéo này á. Ôi giời ông, non nó bé thế này thôi nhưng công suất của nó kinh khủng luôn này. Ông nghe thử mà xem. Đây là loa kéo kéo mà. Ông cứ nghe thử mà xem. Alo. Trường tao thì bao nhiêu là việc, thầy U gọi về giục cưới. Eo ơi, ngại thật đấy. Ngại cái gì? Thì đang tự dưng ông ấy là cháu của mày, bây giờ lấy mày này làm vợ thì có phải là ngại không? Tao cũng chả thích đâu, nhưng mà thấy mẹ giục quá. Mà tao sợ nhất là ông nội tao nhá. Hôm nọ nghe nói ông còn lập dàn cầu lễ cơ. Làm gì mà dữ vậy á? Nghĩ lại thì tao cũng không khác gì mày. Kia kìa, suốt ngày ông bà bô cũng đọc cái câu chúng con là lũ vịt rời, bé thì ăn hại, lớn thời bay đi. Thế á? Mà sao cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở làng mình vẫn còn nhỉ? Thế thì nó mới là làng, không thì nó là thành phố rồi. Ôi giời ơi, tao còn muốn như chúng mày không được đây này. Nói chuyện khác đi. Thôi nói chuyện khác đi. Bình ơi, nhà Đai đến rồi, nhà Đai đến rồi. Phật nè, và A Di Đà Phật nè. Cả các cô, các ông bà. Chào các cô bà. Đấy, đấy này. Lấy vợ con xin chào này là cái tít tiểu dành máu tiền thì ngọ mùi tất cả các đội các cụ này này đều nằm trong 12 con giáp con chào tất cả mà ui trời ơi xin chào cả hai họ nhà gái à vâng ơi là vui quá nhỉ. Kính thưa toàn thể các cụ ông cụ bà, cô dì, chú bác và quan viên hai họ, lời đầu tiên MC xin phép được gửi đến toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa các cụ ông, cụ bà, có khó chi đâu một buổi chiều ai biết được tình yêu từ đâu đến. Và ngày hôm nay được trời xe duyên, ông trời đã là ngày ông Tơ bà Nguyệt kết tóc xe duyên.
cho cô dâu và chú rể. Chính vì vậy gia đình nhà ông bà Lầm Cầm và gia đình nhà ông bà Sáng Rực đã trở thành thông gia của nhau. Và lúc này chúng ta có thể nói rằng nhà dâu nhà rể đâu xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Nhà trai nhà gái thì cũng đã gần rồi, hai bên kết nghĩa tình thông đậm đà. Và một lần nữa nhân danh từ vị thần tình yêu và hạnh phúc, chúng ta hãy cùng cho hai gia đình đông gia được mãi mãi như nhất gia, tình sâu nghĩa nặng đậm đà với nhau. Một tràng pháo tay. Vâng, thưa quan viên hai họ, thưa hội hôn, sự hiện diện của toàn thể quý vị trong lễ ăn hỏi hôm nay sẽ giúp cho lễ ăn hỏi của cô dâu và chú rể được trang trọng hơn, ấm cúng và vui vẻ hơn rất là nhiều. Và cảm ơn gia đình họ nhà trai đã vượt đường xá xa xôi, rất xa, một quãng đường là 200m, vượt qua 5 cái ổ gà và 2 bụi tre để đến với ngày hôm nay trong một không khí rất là tuyệt vời. Xin quý vị hãy dành cho MC một tràng pháo tay nữa được không ạ? Và trong lúc chờ đợi sự chuẩn bị của cô dâu trong nhà, lúc này chúng ta hãy đến với một trang văn nghệ rất là tuyệt vời của hôn trường của họ nhà trai nhà gái nhau. Giới thiệu sốt hết cả ruột. Xin chào tất cả quý ông quý bà của quan viên bốn họ, họ nhà trai và nhà gái đã có mặt tại sân nhà tôi ngày hôm nay. Thì mở đầu trang văn nghệ hôm nay thì các cụ có câu là ngày vui không có tiếng ca khác nào thảo mộc rời xa sân già. Thì tôi bố cô dâu tôi xin hát một bài rất vui, đấy là bài Được Tin Em Lấy Chồng. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em lấy chồng, chắc người từ đó ấy còn thương tiếc không nguôi. Mày đưa đây được tin em, mày đưa tao hát được tin mày em. Mày để in, bố để in. Sao tự nhiên này ông lại hát cái bài Được Tin Em Lấy Chồng? Thì tao có thuộc bài nào nữa đâu. Thì bố không thuộc thì bố ngồi đây. Mày bố ngồi đây, ngồi đây. Bơ vật. À, kính thưa hội hôn, nhà trai đã đến rất lâu, sao đi xin hỏi cô dâu đâu rồi? Đến đây thì cứ việc ngồi, đến giờ hoàng đạo tao mới nhồi vào trong. Vào trong thì cứ vào trong, ngồi đây thấy ông ấy cả đầu. Kính thưa quý vị, để cho cái sự căng thẳng của đôi bên nó diễn ra bớt bớt một chút, sau đây tôi xin gửi tới lễ hỏi một bài hát được mang tên Phận Buồn. Sao lại phận buồn? Ngày này để hát phận buồn, bài vui à? Bài này. Không hát bài này. Không hát, không hát bài này. Thôi nhá. Cả lo nhà mày không cho tao hát thì giời. Thôi, mày làm nốt đấy. Dạ, kính thưa hội hội, dạ con xin đỡ lời của con dai à. Kính thưa hội hội, con kiến mà trèo cành đa, hôm nay dứt khoát chú rể sẽ đi ra đi vào. Con kiến mà leo cành đào, tối hôm nay dứt khoát chú rể sẽ đi vào đi ra. Và hay quá. Con, để tiếp theo tăng văn nghệ, sau đây tôi xin trân trọng kính mời bà thông gia lên đây để cùng với tôi song ca một bài để bà đấy tình đoàn kết ra. Bà lên đấy, bà đến không? Mày kia tôi bà. cứ lên sợ gì lên mình không song ca được thì cứ song phí. Trân trọng kính mời quý vị hãy thưởng thức bài ạ. Bà thuộc bài gì đấy? Tôi thì ngoài cái bài cúng khấn ra đây chả thuộc bài gì. Không thuộc bài gì thì tôi tạm một bài đi. Đây thuộc bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình ấy. Ủa thì tốt quá. Được rồi, hay rồi. Được rồi. Được. Của chúng mình. Dạ sau đây hai bà thông gia A và để thêm bài hát được long trọng, xin kính mời ngôi sao công sáng sẽ lên phụ hòa. Ông sáng ấy múa cả. Có công dạ. Sáng ca sĩ đứng lùi lại. lên đây xôn đấy. Mời quý vị một tràng pháo tay. Trái đất này là của chúng mình, quả bi xanh bay giữa đồi cành, cầu cầu ơi cánh chim bơ trên sông, hải âu ơi cánh chim bơ trên sông, cùng bay này đây, cùng bay nào cho trái đất quay, cùng bay nào cho bay nào cho trái đất quay. Nhìn trong kia chú rể kìa. Này, cô là cô là hay cô lượt đấy? Em là lượt ạ. Lượt á? Này, không nhá, không luôn nhá. Này, mọi người biết chuyện gì không?
vợ gia đình nhà ông Cẩm ấy. Đánh Tháo nhà sáng rực rồi. Tháo là Tháo thế nào? Chịu. Giời ơi, hóng hớt nhưng mà chả biết cái gì đâu. Từ sáng cho đến tối cứ lê đít ở quán trà đá nhưng mà có biết cái gì đâu. Đánh Tháo ở đây ý, là định thay thế chỗ con Lượt vào chỗ con Là. À. Nhưng mà khổ mà nỗi á, thằng Sò nó chỉ thích con Là, nó có thích con Lượt đâu mà Đánh Tháo mà làm cái trò ấy được. Người chứ có phải là cái gì đâu mà Đánh Tháo thay thế chỗ. Giời ơi, con Lượt nó cũng ngoan mà. Chẳng qua ít tuổi thôi. Ai chả biết. Ngoan thì ngoan nhưng học nhiều quá. Nói chuyện thì toàn đi mới thế. Tán bỏ bố ra. Ở nhà quê như thế không hợp đâu. Ôi trời ơi, cao thì không tới, thấp thì thả thông. Cái thằng lắp kia, cái thằng ngọng kia, cao không tới, thấp không thông, không đến cái lượt mặt mày nhá. Bà. Gì đây? Trên vừa mới phân phát cho làng mình cái bằng văn hóa. Thế mà con thấy khắp ngã ba, ngã tư rồi chợ, rồi cả quán nước của bà đây này. Cứ ngồi là tụ tập, là buôn chuyện, là nói xấu như thế thì gọi gì là văn hóa nữa. Là buôn chuyện là chuyện quốc thật cơ mà. Nhà ông bà Cẩm đánh Tháo nhà sáng rực thật cơ mà, đúng không? Có phải là mình buôn là mình nói buồn luôn. À. Ôi dồi ôi, nhưng bà ơi, đây là cái chuyện này ngồi đằng sau người ta nói chứ là nói xấu đấy. Như thế là không có văn hóa mà trên là biết đấy. Thu lại cái bằng ấy, có phải ê mặt làng mình không? Thì là khổ vợ chồng ngay thôi. Mà cái đám đấy ấy, là con người đánh tiếng. À. Bây giờ nên chuyện nó đang xảy ra. Thế mà là vậy ra... là chúng ta không được buôn chuyện. Tóm lại là không buôn chuyện nhá. Thằng kia, thằng lắp kia, mày uống hết cái chén nước, tao yêu cầu mày về nhà mày ngay nhá. Em uống nốt lúc này em về. Cả ông này nữa. Già rồi mà cứ suốt ngày hóng hớt buôn chuyện xong là chả hiểu cái gì hết. Không buôn chuyện, không nói xấu ai nữa, nhớ chưa? Mày ý! Cải đáng! Về! Đi không trả tiền! Ôi, sao lại không trả tiền? Thế mày cũng về à? Thế mày về đấy! À? Ô! Dạ, con mời thầy ạ. Ánh sáng bún đây. Làm sao mà phải thở dài? Nói gì thì cứ nói đi! Vâng, con xin phép bà con nói luôn. Này, ông bà nhá, cưới hay không cưới đây là không quan trọng. Nhưng mà ông bà đừng có giở cái trò mèo của ta nhá. Ôi, này nhá, này, mày bảo ai là trò mèo? Trò mèo là trò mèo thế nào? À, đấy không phải là trò mèo, thế là trò chuột à? Ăn nói cho cẩn thận đấy nhá, nhá, bỏ cái kiểu đi nhá. Mày trò mèo, ôi giời ơi, lời nói không mất tiền mua nhá, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nhá. Chúng tao đây này là bằng vai phải lứa với bố mẹ nhà mày đấy nhá. Mày chứ nói gì mà thật, đừng có bố láo bố toét ba bữa đâu nhá. Này này, thôi thôi bà đừng có nói nữa nhá. Thế không trò mèo thì hóa ra là cháu đổi à? Thế cái thằng Sò nhà tôi nó đáng yêu con Là. Tự dưng đến ăn hỏi ông bà trao con Lượt ra là như thế nào? Nó lấy vợ thì lấy con Là hay con Lượt đưa nào chả được. Được chứ mà phải làm căng lên thế. Miễn là nó lấy chứ nó cứ có vợ là được rồi chứ. Làm cái việc gì mà gắt bẳng đấy. Ông bà nói như thế mà cũng nghe được cả. Thế hóa ra là ông bà để cho thằng Sò nhà tôi nó úp sọt cả hai đứa. Này, im cái mồm đi nhá. Tôi nói cô biết nhá. Ăn nói bố láo bố tét đi. Chị ăn nói cẩn thận đấy. Không là tôi vạch vôi vào mồm chị đấy nhá. Ôi giời ơi, kinh quá, vạch vôi có sợ quá, con sẽ đi vô đây, bà vạch đi, này nhá, tôi nói cho chị biết nhá, đấy là chị, vạch đi, chị thách tôi đúng không, thách này, ui giời ơi, ui, này sợ gì, nó vạch thật à, vạch thật chứ còn gì nữa. Ôi giời ơi! Ngồi xuống cái gì? Bình tĩnh nào! Để cho nó vạch vơi vào mồm tôi thế phải không? Ngồi im! Tôi thì thò ăn mặt ra, tôi chả vạch! Có muốn vạch thật nữa không? Thôi bà ơi! Con xin lỗi ông bà! Dù sao chăng nữa thì chúng ta đều là người nhà cả với nhau! Thôi bây giờ con xin thưa chuyện với ông bà thế này! Cái việc mà duyên thì đã lỡ rồi! Mà vạch vôi thì bà cũng đã vạch vào mồm vợ con rồi. Thế bây giờ thì ông bà cho con xin lại cái lễ. Lễ nào? Lễ nào? Cái lễ hôm qua con mang đến để dặm ngõ đấy à? Câu rồi để hương hoa quả tiền. Làm gì có hoa có quả nào? Thì con cứ trừ trừ tiền hoa quả. Có vài ba nén nhang với lại ít giấy tiền âm phủ, có cái gì mà gắt lên thế? Thế không phải là tiền à? Thôi được rồi, như thế này nhá. Thì cứ cho là nhà tôi nhận rồi đúng không ạ? Vâng. Thế nhưng mà nhà tôi hóa vàng rồi thì làm gì nhà tôi? Ăn thịt nhà tôi à? Bà hóa vàng rồi thì bà phải trả lại tiền Việt. Đúng. Cái gì? Này,
mấy quả cau lép rồi là mấy cái đồng tiền âm phủ định định giá bao nhiêu? Bao nhiêu? 5 triệu. Chúng nó bong bàn với nhau à? Đều đồng thanh nhỉ? Này, anh Sáng này, anh cầm một tôi con dao này cái. Bổ cau hả ông? Mày bổ vào cái động mạch chủ của tao này này, mày định giết người à? 5 triệu, mấy cái lễ vớ vẩn 5 triệu. 5 triệu. Ông ơi, cái việc mà bổ vào mạch máu của ông ấy thì con không quen, bởi vì bà mới là người quen bổ cau rồi vạch vôi ấy, thì con nhờ bà giúp một con. Đừng có bao xỏ lá ba que nhá. Muốn vạch vôi không này hả? Bây giờ con hỏi ông bà nhá. Cái 5 triệu ấy nó có xứng đáng về cái việc mà lỡ duyên của cái thằng sò không? À, đấy là chưa kể con nói cho ông bà nghe nhá, hôm con đi mua cau nhá. Cái thằng bán cau nó phải trèo tít lên tận ngọn cau, nó trượt chân nó ngã lên bụp một cái xuống đất nhá. Con cũng phải đền. Này, nhà Sáng Rực ấy, thịt người tanh lắm, không hốc được đâu. Chúng mày cảm thấy ăn được thì chúng mày xơi luôn tao đây này. Ôi, xơi luôn đi. Dạ không ạ, dạ không, không. Ông riêng ông thì mời bà xơi ạ. Thịt ông này thì chỉ có bà xơi. Đừng có ăn nói ba que xỏ lá đấy nhá. Cũng cẩn thận đấy. À, thôi được rồi. Để thế vạch vôi cái chưa chừa à? Thế là xin lỗi ông bà. Dạ vâng, nếu ông bà mà lại không muốn trả thì ông bà cũng thừa biết vợ con chồng con ấy là còn là bố mẹ của mõ ấy. Đúng rồi. Có loại mõ làng ấy. Đấy. Ngay từ bây giờ trở đi là con ra khỏi cổng nhà bà nhé, con sẽ tuyên truyền cho cả làng biết nhá, là ông bà là cái loại người nhá, bùng xô cưới nhá, đã thế còn không trả tiền lễ, để cho ông bà nhục mặt với hàng xóm láng giềng nhá. Nhá. Thôi thôi thôi. Anh Sáng. Đây. Anh cầm tạm lấy 2 triệu của tôi. Còn bao nhiêu tôi xin anh. Dạ. Này. Thôi cầm lấy. Dạ vâng, con xin cụ ạ. Như thế này là thằng sò nhà con lại có son rồi đấy ạ. Dạ, cháu thôi. Lại có duyên rồi đấy ạ. Dạ, thế vợ chồng con xin phép về ạ. Con chào cụ, con chào ông bà, con về ạ. Dạ, chào cụ ạ. Dạ, con chào ông bà. Dạ. Nhục. Nhục chưa? Đề cho cái thằng mà nó chỉ bằng tầm con cháu mình. Ừ, nó hiểu mặt hai đứa. Có nhiều chỉ cho cam, có 2-3 cái mống mà không biết là tổ chức cưới xin cho nó. Hả? À, nhục không? Cái chuyện duyên của chúng nó, chứ có phải là cái việc là con lợn con gà đâu mà thầy cứ làm như kiểu là dễ lắm ấy. À, anh đã nói thế nhá. Rồi. Thôi thôi anh Sáng. Đây, tôi còn có 2 triệu. Đưa anh. Ê, còn bao nhiêu anh cho tôi xin. Thì thầy cầm lấy. Vâng, con xin cụ ạ. Như thế này là thằng sò nhà con lại có duyên rồi. Dạ, cháu lại có duyên rồi ạ. Dạ, bây giờ thì vợ chồng con xin phép cụ ạ. Dạ, chúng con xin phép ông bà. Con chào cụ, con chào ông bà. Dạ, chào cụ. Đi về chào đi. Chào ông bà. Đi. Nhục. Nhục chưa? Để cho mấy đứa bằng cái tầm con cháu mình nó ỉa vào mặt cả hai đứa. Sướng không? Ôi giời ơi là giời. Giá như chúng mày mà có đông con đông cháu cơ. Đằng này chỉ có mấy mống. Mày cũng không biết tổ chức cưới cho chúng nó. Khổ lắm rồi ạ. À. Nhục chưa? Cái duyên cái số nó mới vồ được với nhau. Thế làm sao con ép chúng nó lấy nhau được mà thầy ấy? Nếu mà nói thế nhá, Tết này tôi cấm mặt anh chị vác đến nhà tôi, cấm cả bọn chúng nó nữa nhá. Ôi, con xin thầy ạ. Thôi. Thầy ơi. Ôi giời ơi là rồi, có ai khổ như tôi thế này không?